Chương 1461, có người muốn uống rượu. Trên ngọc thạch mặt bao phủ một tầng tiên quang, trong ẩn chứa linh lực. Thậm chí so với hơn ức linh thạch cực phẩm, cũng không thể so sánh cùng nhau, chủ yếu nhất là Trong hai cái ẩn chứa linh lực căn bản không phải một cái phẩm chất, rất khó tưởng tượng như. Vậy một khối nhỏ ngọc thạch trong dĩ nhiên ẩn chứa như vậy bằng bạc năng lượng dạ huyền đem. Loại ngọc thạch xưng là tiên ngọc trong ẩn chứa lực lượng sớm đã là vượt lên trên bình thường linh thạch dạ huyền ngồi xếp bằng ở trong thế giới tay phải nắm khối ngọc kia thạch cẩn thận chu đáo đồng thời cũng đang cảm ứng trong đầu tiên tự biến hóa mỗi khi dạ huyền tiếp xúc khối này tiên ngọc lúc tiên tự trung quy lại phát ra càng năng lượng khổng lồ làm cho dạ huyền đế hồn đang nhanh chóng khôi phục mà khi dạ huyền để cho tiên ngọc rời xa sau tiên tự thì sẽ khôi phục bình thường, nhưng cùng lúc dạ huyền rõ ràng cảm giác được. Tiên tự đang đối với tiên ngọc lột tơ rút kén. Đang hấp thu tiên ngọc lực lượng, dạ huyền suy nghĩ một lát sau quyết định. Đem tiên ngọc trước giữ lại, vật này cực khó tìm được. Cũng không biết thế gian này có thể hay không tìm được khối thứ hai, trong tương lai. Vật này giữ lại còn có trọng dụng, tạm thời không thể vận dụng, cho là. Dạ huyền đem tiên ngọc lưu tại thế giới của mình trong đặt vào thế giới trung ương nhất thái sơ hồng mông thiên trong dạ huyền cuối cùng nhìn lại một cái chủ động rời khỏi thế giới của mình bên trong tiểu viện chim hót hoa nở lộ ra không khí mát mẻ vì nay táo bạo tạp nham thế giới tăng một phần bình tĩnh dạ huyền nằm trên ghế xích đu vào thụy xuân thu trong trạng thái chỉ có dưới trạng thái này dạ huyền mới có thể càng rõ ràng cảm nhận đến thế giới này cùng với thế giới này sau lưng bóng tối một mặt đồng thời dạ huyền cũng hy vọng tại thụy xuân thu trong xem đến nhiều hơn liên quan tới ấu vi cố sự tình không biết lúc nào liền âm thầm khởi lên một hướng mà sâu hắn sẽ tìm được ấu vi chỗ cũng không để ý ấu vi đời trước cõng theo thế nào trách nhiệm hắn đều là ấu vi phu quân trận này bắt nguồn từ không phải ái tình ái tình trung quy thành ái tình có lẽ như cửu u minh phượng như vậy tồn tại nói qua giống như bọn họ loại này tồn tại trên thực tế là muốn cắt mất những thứ đồ này nhưng dạ huyền cũng không nguyện như vậy theo thần thoại thời đại lên hắn vẫn luôn cùng thế giới này vẫn duy trì liên hệ có trói buộc mới có niệm tưởng có niệm tưởng sống mới có có hứng tại cộng thêm năm đó dạ huyền chính là bất tử dạ đế vô luận như thế nào đều là không chết được có người từng rút hết hắn máu có người từng móc xuống hắn cốt có người từng nghiền nát hắn thể, vô luận như thế nào. Hắn đều sẽ không chết, hắn luôn luôn sống ở tuế nguyệt ở giữa, cũng không từng chết đi. Nhưng trong chỗ bị thống khổ, cũng là gấp trăm lần nghìn lần, đây cũng là tại sao dạ huyền tử. Trước đến nay đều đem bộ kia quái vật thân xác coi như là một cái lồng ra nguyên nhân, thử. Nghĩ xuống, nghiền nát toàn bộ thân xác là bực nào thống khổ, mà dạ huyền thừa nhận thống khổ còn ở đây gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí là vạn lần, Thụy Xuân Thu. Thụy Xuân Thu, dễ đá kê cao gối mà ngủ vong niên. Tam quang trầm luân tính chất từ tròn, tức tức về huyền khiếu. Tức tức đảm nhiệm tự nhiên, yên lặng nhìn long hổ chiến trường chiến. Thầm đem âm dương đảo lộn lắc lư, tiếng người ta là lờ mờ hán. Ta lại ngủ này ngủ chưa ngủ, học liền, thật nằm thiện, dưỡng thành. Chân thai Nguyên, Ngọa Long cùng nhau liền thăng thiên, lấy thần nhân khí huyệt. Ngồi nằm đều là việc ngủ, Bạch Vân chỗ sâu học dạ huyền, một gối gió mát thiên địa rộng. Dạ huyền tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái, hắn lại cô độc đi ở trong bóng. Tối, cũng như pha tạp gương đồng kinh niên, không biết qua bao lâu, đường tư vũ đến. Để cho dạ huyền tỉnh lại, nguyên lai là đường tư vũ đã thành công hoàn thành một lò bách vạn đàn nhìn đường tư vũ uể oải thần sắc dạ huyền xoa xoa này số khổ nha đầu đầu xem thường trấn an một phen lại lấy thái sơ hồng mông nguyên thủy đạo lực làm vận dưỡng đường tư vũ lộ ra cười ngây ngô trong miệng nói làm công tử làm việc căn bản sẽ không mệt mỏi y hệt năm đó ngu xuẩn tinh khiết dạ huyền khóe miệng mỉm cười những thứ này đều là hắn trói buộc nha cũng là hắn sống chứng nhận dạ huyền lần này ngược lại không để cho đường tư vũ ly khai, mà là để ở phòng trong nghỉ ngơi thật tốt. Bản thân làm hộ pháp, bên ngoài viện, hùng tráng như hùng đại hán. Cũng chính là bão sơn hùng đứng ở chỗ ấy. Không hiểu có chút phiền muộn, vì sao bản thân lập thể dùng tánh mạng thủ hộ người. Bao giờ cũng làm kia ra hỏa liều mạng như thế đây, nhưng đối với bản thân thời điểm. Nhưng lại không có như vậy. Để tâm, vị này tại đan hà phái sống năm tháng thủ hộ thần thình lình có chút nhớ nhung uống rượu thế gian không phải nói à mượn rượu tiêu sầu ân còn giống như có mượn rượu tiêu sầu buồn càng buồn kiến giải nghĩ đến đây hán tử thì càng buồn tại bên ngoài viện than thở nếu đều lập xuống đại đạo thệ ngôn muốn bảo vệ cẩn thận nàng vậy cũng không nên suy nghĩ hắn lung tung làm tốt ngươi ban đầu muốn làm việc tốt tình bên tài truyền đến người thiếu niên kia thần nhân thanh âm hán tử quay đầu nhìn lại dạ huyền đứng ở bên cạnh trong tay cầm tiết rơi dưỡng kiếm hồ chính ngửa đầu uống rượu đây hán tử mặt tối sầm quay đầu đi chỗ khác rượu này thế gian chỉ có một nhà tới cái dạ huyền cười hít mắt nói hán tử do dự một chút cuối cùng vẫn đưa tay tiếp nhận tiết rơi dưỡng kiếm hồ bất quá tại năm tháng trong hắn chẳng bao giờ uống rượu sở dĩ nên cũng không dám uống quá mạnh từng ly từng tí hướng trong miệng ngược một hớp nhỏ ngột chính là chỗ này sau một hớp nhỏ hán tử cũng là hai mắt trừng trừng không dám tin nhìn dạ huyền dạ huyền cười ha ha cầm lại tiết rơi dưỡng kiếm hồ nói đây chính là xuất từ trí tôn các tố vân cung hào tử không dễ dàng như vậy chê cười hán tử tự nhiên không biết trí tôn các tố vân cung đại biểu cho cái gì nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được trong rượu cỗ lực lượng khủng bố kia hắn rất lâu chưa từng tăng trưởng thực lực dĩ nhiên tại như vậy một hớp nhỏ say rượu từ từ đi lên lên thần kỳ nguyên lai rượu uống ngon như vậy hán tử có ý tưởng cho là nhìn về phía dạ huyền dạ huyền đem tiết rơi dưỡng kiếm hồ treo hồi bên hông cười ha hả nói rượu này đại hiền tu sĩ trăm năm uống một lần cũng khó tỉnh lại ngươi nói cũng cần chậm cái một thời gian hai năm hán tử có chút chóng mặt cảm thấy như vậy sao cái đạo lý nhưng hắn chính là muốn uống có thể rượu kia là dạ huyền là hắn thủ hộ người thủ hộ người hắn cũng không có lòng can đảm đi cường đoạt và lại vẫn không đánh thắng người này dạ huyền thấy thế ngược lại cũng biết hán tử kia ý nghĩ tỏ ý hán tử xuất ra một cái hư không bình cho cũng không ít cũng dặn dò một chút rượu này làm như thế nào uống hán tử khó chịu không lên tiếng nhưng vẫn là yên lặng đem dạ huyền nói tới toàn bộ nghe vào dạ công tử là người tốt tôn thượng tuyển chọn dùng vĩnh viễn thủ hộ ngươi. Ta mặc dù có chút không rõ, nhưng vẫn là tôn kính nàng tuyển chọn sau. Khi nghe xong, hán tử cuối cùng là nén ra một câu nói như vậy, cũng không biết đây con mẹ nó. Có phải hay không lời hay, dạ huyền cười trừ, người này biết không ít. Nhưng còn còn thiếu rất nhiều. Trường 1462, một ít biến hóa, đường tư vũ một lò bách vạn đan, thẳng đón một người khởi động hoàng cực tiên tông luyện dược. Đường, cũng là vào giờ khắc này. Hoàng cực tiên tông thực lực tổng hợp vẫn là tăng vọt tại trên con đường tu hành. Đan dược là thiếu không được, thuần kháo đan dược tăng thực lực lên con đường không thể được. Điểm này dạ huyền tự nhiên rõ ràng, nhưng hoàng cực tiên tông người có một dạng tại, năm đó. Tại Nam vực thời điểm, dạ huyền thường thường giảng đạo chính là tại cho những gia hỏa này đánh tốt cơ sở làm chính là hôm nay đến hôm nay sau đó hoàng cực tiên tông không bao giờ thiếu chính là thánh cảnh đại tu sĩ nhất là đầu tiên đến trung huyền sơn một nhóm kia đem toàn bộ bước vào thánh cảnh đại khí tượng chu tử hoàng đứng ra muốn tự thân cảm tạ đường tư vũ biết được bỏng chết đang nghỉ ngơi sau nhưng cũng không có làm phiền cho là nói với dạ huyền việc này dạ huyền ngược cũng không nói gì nhiều chỉ làm cho hoàng cực tiên tông muốn tận lực thỏa mãn đường tư vũ mọi yêu cầu nói như vậy hoàng cực tiên tông quật khởi nhanh hơn có người vui mừng có người buồn hoàng cực tiên tông thực lực tăng vọt tin tức đúng là vẫn còn truyền đi trên thực tế tại thương sinh tự đánh với hoàng cực tiên tông một trận sau tại đông hoang rất nhiều người nhìn lại hoàng cực tiên tông có thể nói đã đầy đủ nhất lưu đại thế lực điều kiện duy chỉ có kém chính là người mạnh nhất tọa chấn, giống như khác các đại thế lực. Đều có lão tổ tọa chấn, nhất là những đại đế tiên môn đó. Thỉnh thoảng liền toát ra hai cái lão vương bát mà trừ đông hoang các đại thế lực ở ngoài. Dư tứ đại vực trong, quan tâm nhất hoàng cực tiên tông tông môn. Không ai bằng trung thổ thần châu đan hà phái, không có hắn, đường tư vũ trước thế nhưng đan hà. Phái thánh nữ, chịu lực đan hà phái hy vọng, có thể đi một chuyến huyền thiên cổ quốc sau thánh nữ không có, thủ hộ thần cũng đi theo không có. Đây đối với đan hà phái mà nói, nhất định chính là thiên đại đà kích mặc dù dạ huyền để cho đường tư vũ trở lại đan hà phái xử. Lý chuyện này, nhưng đối với đan hà phái mà nói, vẫn là rất khó tiếp thu, nhất là tại biết hoàng cực tiên tông thực lực tổng hợp tăng vào thời. Điểm, bọn họ hiểu hơn, đường tư vũ đã bắt đầu cho thấy gần như yêu nghiệt thiên phú luyện đan đáng hận a à, cái này vốn nên là ta đan hà phái vinh quang, có. Trưởng lão đấm ngực dậm chân, tức giận không thôi. Chờ đi, cùng thiên vực lão tổ hạ giới đi. Có trưởng lão thở dài liên tục liên quan tới đường tư vũ. Bọn họ căn bản không khả năng phóng tay, đây chính là một khối chân chính ngọc thô chưa mài rũa. Nhất là đối với bọn hắn đan hà phái mà nói, quyết không thể hạ xuống tay người khác, nhưng bây giờ mà nói bọn họ còn không có thực lực đi tìm dạ huyền nói cái gì bởi vì bọn họ nhận được tin tức đạo châu mở lại thành hoàng miếu tòa kia lớn nhất thành hoàng miếu chúa tể cùng dạ huyền quan hệ không cạn nghe nói hiện tại thành hoàng miếu đã là ép tới những thứ kia hoàng tuyền người dẫn đường không nhấc lên nổi trận này ở vào thế giới kia tranh đấu mặc dù rất ít xuất hiện trước mặt người khác nhưng đạo châu các đại thế lực đều là ngầm hiểu lẫn nhau mặc dù không biết dạ huyền đến là thân phận gì nhưng chỉ bằng cái này thì có khả năng để cho bọn họ kiêng kỵ ba phần suy nghĩ hay là chờ lão tổ hạ giới sau đi một chuyến nữa hoàng cực tiên tông đem đường tư vũ cho cướp về thời gian ngày lại ngày trôi qua hoàng cực tiên tông ngược lại cũng sống yên ổn trừ tông thổ biên cảnh một ít mâu thuẫn nhỏ ở ngoài cơ bản vô sự lệ cuồng đồ tại lúc trước sau trận chiến ấy liền tiến vào bế quan trong, nói vậy lần sau xuất quan. Thực lực nhất định là đột nhiên tăng mạnh, chu tử hoàng hoàng cực đế đạo. Cũng là tu luyện tới ngàn cân treo sợ tóc, vốn định đem sự vụ giao cho dạ huyền tới xử lý. Nhưng lại sợ phiền toái dạ huyền. Cho là để cho mục bạch thành làm hộ, hoàng cực tiên tông cùng dạ ra, mặc ra. Lục hoàng yêu môn qua lại tới tấp. Mỗi cái ở giữa đường dây giao dịch cũng đều đả thông, hết thảy đều hướng địa phương tốt hướng đang phát triển. Nhưng ở đông hoang nam đoan, Thủy Trung có người ở nhìn chằm chằm hoàng cực tiên tông, đó. Chính là chiếm đông hoang một nửa thiên long hoàng triều, thiên long hoàng triều xem như thiên. Long đại đế khai sáng truyền thừa. Tồn tại mấy triệu năm năm tháng, mà thiên long đại đế xem như song đế trước vị kia đại đế. Cũng là trừ song đế ở ngoài khoảng cách đương đại gần nhất một vị đại đế, liên quan tới hắn truyền thuyết vẫn có không ít có người nói thiên long đại đế căn bản không có tử chỉ là tại một cái địa phương nào đó ngủ say chờ đợi một cái cơ hội khôi phục cũng có người nói thiên long đại đế là chứng kiến tương lai đại thế sở dĩ chủ động cho xong đế nhường đường tuyển chọn ẩn cư lại có người nói thiên long đại đế thật chính là bị xong đế khí vận đè tử bị triều lưu của thời đại bao phủ lại xuống nhưng cụ thể như thế nào cũng là không người nào biết thậm chí ngay cả thiên long hoàng triều mình cũng đối chân tướng lập lờ nước đôi thậm chí thiên long đại đế năm đó bộ hạ đế tướng đều không còn cái gì tin tức có thể nói bất quá tại đây mấy ngày thiên long hoàng triều trong hoàng cung thình lình là đi ra một vị lão nhân lão nhân mặc cổ xưa trang phục cứ như vậy đứng ở kim loan trên đại điện toàn bộ kim loan điện văn võ bá quan thậm chí là đương triều nhân hoàng Tuy nhiên cũng ảo ảo quỳ lại, nhưng liên quan tới vị lão nhân này tin tức. Cũng là nửa điểm cũng không có truyền ra, chỉ là tại vị lão nhân này xuất hiện sau. Thiên Long Hoàng Triều tại Đông Hoang động tác lại bắt đầu hoạt dược. Trước tới tắt Đông Hoang bá chủ tri tâm. Dường như đang ở một lần nữa cháy lên, ở trách Đông Hoang một góc nam vực, nam đao sơn nghênh Đón một cái trọng yếu thời gian, thần nữ Trúc Tú Tú giác tỉnh ngay, liên quan tới Trúc Tú Tú. Truyền thuyết, nam vực trong sớm đã là truyền ra, nghe đồn trúc tú tú ôm đau mà sinh. Chính là thiên sinh đao đế, mà ở tuổi tròn một tuổi thời điểm. Cử hành chọn đồ vật đoán tương lai nghi thức lúc. Trúc tú tú liền bắt được nam đao sơn tổ sư nam đao cổ đế chuyển lại dưới thanh kia đế đao. Từ đó sau, Trúc tú tú vẫn mang theo chuôi này đế đao, huyền hoàng đại thế giới. Hắn đại châu nói đạo châu khí vận như long. Cũng không phải là giả dối, bởi vì tại một thế này. Đạo Châu Ngũ Đại vực xuất sắc thiên kiêu đích thực quá nhiều, đây là mặt ngoài. Còn có rất nhiều tiết tàng giả, luân hồi giả vẫn chưa hiện thân, một khi bọn họ hiện thân. Đây mới thực sự là mỗi người như Long, trở lại chuyện chính, chúc tú tú giác tỉnh nghi thức. Đây Nam Đao Sơn có một nghi thức, Nam Đao Sơn mỗi người tại 21 thời điểm. Liền cần phải tiến hành giác tỉnh nghi thức, nói như vậy. Nam Đao Sơn cũng không sẽ thỉnh ngoại nhân tới dự lễ dù sao đây là bọn hắn chuyện nhà mình, bất quá lần này chúc tú tú giác tỉnh nghi thức. Cũng là có thật nhiều người đến này dự lễ, phù không sơn rất nhiều thiên kiêu đều tới, có người. Ngưỡng mộ, nhưng nhiều hơn cũng là bởi vì Nam Đao Sơn trúc ra cùng phù không sơn sau khi thương nghị kết quả, dù sao lấy trúc tú tú năng lực giao tế. Dễ nhận thấy không có khả năng có nhiều bằng hữu như vậy, trúc tú tú duy nhất chính mồm muốn. Mời người, chỉ có một, dạ huyền, dạ huyền tuy là không có hứng thú gì. Nhưng tiểu càn khôn bên kia còn không có tin tức truyền đến, may mắn vô sự. Đồng thời cũng muốn nhìn một chút thiên long hoàng triều tại làm cho gì. Cho là liền trở lại nam vực, mang theo Lê Phi Huyên tới tham gia chúc tú tú giác tỉnh nghi. Thức, nói đến Lê Phi Huyên, cô nương này dĩ nhiên là tại nhà mình sư tôn dưới sự yêu cầu. Đi hoàng cực tiên tông tìm dạ huyền, nhưng tiểu cô nương trung quy ra mặt mỏng sợ dạ huyền cảm thấy nàng là một điệu bộ sở dĩ dĩ nhiên vây quanh trung huyền sơn đi dạo nửa tháng mới đến hoàng cực tiên tông phải biết đông hoang thiên tượng đi cùng trung huyền sơn thế nhưng đẩy cô nương này có thể đi lâu như vậy cũng là không có ai dạ huyền buồn tẻ thời điểm cũng sẽ mượn này đùa lê phi huyên lê phi huyên mỗi lần đều bị dạ huyền nói đỏ bừng cả khuôn mặt muốn đi nhưng mỗi lần dạ huyền cái từ này tam thiên thiên tượng thân thể nàng liền thành thật. Chương 1463, chúc tú tú khổ não. Chúc tú tú tại thiên tượng cảnh thời điểm, từng ngưng luyện ra một đao đoạn thiên địa dị tượng. Dị tượng này tại Đông Hoang Thiên Tượng Bi trên cũng là đứng hàng thứ 9, Lê. Phi Huyên đi theo Dạ Huyền bên cạnh, nhỏ giọng nói với Dạ Huyền lấy một sự tình, nàng mặc dù biết Đông Hoang rất nhiều ngày kiêu, nhưng cùng người khác cũng không quen, thậm chí đều là lần đầu tiên gặp mặt sở dĩ chỉ có thể đi theo dạ huyền bên cạnh nói chuyện với dạ huyền ta. Nghe sư tôn nói, nàng hư thần giới chi linh chính là thập sai hư thần giới chi linh. Là một bả phác đao, người cùng với nàng là tại sao biết, lê. Phi huyên có chút ngạc nhiên, dạ huyền cười nói, người hỏi nàng chứ sao, lê. Phi huyên không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa, cả người đỏ thẫm giáp trụ. Một đầu mái tóc ghim cao đuôi ngựa. Nhìn qua hết sức tinh luyện cao gầy nữ tử đang hướng về hai người đi tới, nàng bên hông tồn tại một cây đao, cây đao này tự nhiên không phải nam đao cổ đế đế đao, mà là trúc tú tú lúc mới sinh ra phối hợp vật. Nàng luôn luôn mang theo trên người, Lê Phi Huyên nhìn về phía Trúc Tú Tú. Đón nhận Trúc Tú Tú lạnh lùng ánh mắt, Lê Phi Huyên theo bản năng cúi đầu. Không dám nhìn thẳng Trúc Tú Tú, Trúc Tú Tú còn chưa tới gần, liền đã bắt đầu chào phúng dạ huyền, ấu vi lúc này mới biến mất mấy tháng. Liền bắt đầu tìm mới nữ nhân, Lê Phi huyên tức khắc thân thể mềm mại căng thẳng. ngẩng đầu liền muốn giải thích có thể đón nhận chúc tú tú ánh mắt sau. Lê Phi huyên tức khắc lại là nản lòng. Không nói thêm gì, dạ huyền tức giận trắng chúc tú tú một cái chậm rãi nói. Người để cho ta cho người dự lễ, chính là tới chào phúng ta, chúc. Tú tú hừ nhẹ một tiếng, ta chỉ là thay ấu vì chẳng đáng, dạ. Huyền nhàn nhạt nói, không biết liền câm miệng, chúc tú tú cười ha ha, ta cũng không. Dạ huyền đứng dậy liền đi, ngươi làm gì thế nhỉ, chúc. Tú tú dọa cho giật mình, Lê Phi Huyên không biết làm sao. Nhưng vẫn là đứng dậy đi theo dạ huyền, dạ huyền cũng không quay đầu lại nói. Lười nhắc nghe ngươi lời thừa, ta đi, chúc. Tú tú tức khắc tức giận, lắc mình ngăn ở dạ huyền phía trước, coi như ta tin ngươi người không có quan hệ gì với nàng sau này thấy ấu vi ta cũng sẽ không nhiều miệng dạ huyền bật cười nói người nói thật giống như ta thật là có tội đồng dạng chúc tú tú không có sẽ ở sự tình ở trên làm nhiều tính toán nàng nhẹ nói lần này mời ngươi tới trừ dự lễ ở ngoài ta còn muốn mời giúp ta một chuyện dạ huyền nghiền ngẫm mà mà nhìn chúc tú tú nói cô nương ta người tình thế nhưng rất khó còn ngươi nhất định phải mời ta hỗ trợ chúc Tú Tú vỗ bộ ngực bảo đảm nói, yên tâm, ngươi lần này giúp ta. Sau này ngươi có chuyện nói với ta một tiếng là được, lên núi đao xuống biển lửa. Ta muốn là một chút nhíu mày cũng không kêu Trúc Tú Tú, dạ. Huyền cười nói, kia gọi dạ Tú Tú, chúc Tú Tú sửng sốt, lê. Phi Huyền cũng là mặt mờ mịt, chúc Tú Tú sau khi phản ứng, mặt cười nhất hát. ngươi cái xú ra hỏa lại muốn để cho ta theo họ ngươi, dạ huyền khoát tay nói, ta cũng không có ngươi như vậy ngu xuẩn nữ nhi, chúc. Tú tú khóe miệng co giật nhưng thần kinh không ổn định nàng ngược cũng không trở thành cùng. Dạ huyền tức giận, nghiêm túc nói, ngươi muốn tốt chưa, giúp ta không được, dạ. Huyền ngồi trở lại đến vị trí của mình, tùy ý nói, nói đi, gấp cái gì, lê. Phi huyền cũng đi theo trở lại chỗ ngồi. Nhu thuận không có chen miệng, chúc tú tú đi tới dạ huyền bên cạnh. Hướng về phía dạ huyền đưa lỗ tai vài câu liền này dạ huyền thần sắc cổ quái đương nhiên trúc tú tú gật đầu nói ngươi có thể không được dạ huyền bật cười nói cũng bởi vì cha không cho ngươi ưa thích nữ nhân ngươi sẽ muốn ta đem cha ngươi đánh một trận còn vì này nợ ta một món nợ ân tình trúc tú tú tức khắc mặt đen tuy là dạ huyền chỗ ở vị trí này tương đối đặc thù không có hắn người nào tồn tại nhưng bên cạnh còn có một cái lê phi huyên a Người nói trực tiếp như vậy đi ra thật tốt sao? Một bên Lê Phi Huyên nghe được cái này bí mật. Trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi, đồng thời vụng trộm nhìn Trúc Tú Tú một cái sau. Theo bản năng tiếp cận xa một chút, Trúc Tú Tú thấy Lê Phi Huyên mờ ám sau. Khóe mắt giật giật, nhưng trong lòng thì a hát một tiếng, thế gian này trừ ấu vi ở ngoài. Người khác có thể không tư cách nhường ta động tâm, Dạ Huyền lắc đầu nói. Việc nhà ta còn là không được trộn đều ngoài ra ta nhân tình cũng không phải như vậy tới chúc tú tú có chút gấp cha ta là một cố chấp một dạng trừ phi ta thực lực mạnh hơn hắn bằng không hắn chắc chắn sẽ không nghe ta nhưng ngươi không giống với thực lực ngươi khẳng định lợi hại mà chúng ta lại là bằng hữu đến lúc đó ngươi giúp ta nói vài lời cha nhất định sẽ nghe vào dạ huyền nhìn chúc tú tú từ trong thâm tâm cảm khái tuy là cô nàng này tại phù không sơn ngốc lâu như vậy nhưng vẫn là giống như trước đó đầu óc không dễ dùng lắm a à. các. Người nam đào sơn trúc ra có bao nhiêu người mạnh mẽ, đến lúc đó bởi vậy vây công ta. Ta trách chính, dạ huyền hỏi ngược lại, bọn. Họ tại sao sẽ xuất thủ, ngươi là đang giúp ta nhỉ? Trúc tú tú dường như không thể hiểu được. Dạ huyền ngẫm lại, bình thường tư duy tại cô nàng này trên thân dễ nhận thấy không tồn tại. Cho là, dạ huyền nói, tóm lại đánh ngươi cha loại chuyện này giao cho ngươi ra ra là được chúc. Tú Tú nghiêm trang nói, ra ra ta tử thật nhiều năm, ta cũng chưa từng thấy hắn, dạ. Huyền còn nói thêm, vậy gọi ngươi Thái Gia Gia. Thái Gia Gia tử tìm các ngươi lão tổ tông, chúc. Tú Tú không hề nghĩ ngợi tiện nói nói, bọn họ cũng đứng tại cha ta bên kia. Căn bản không giúp ta. Dạ huyền thâm dĩ vi nhiên gật đầu nói, bọn họ là đúng, chúc. Tú Tú buồn bực, ngươi cùng với ai bên cạnh, dạ huyền không nói lời nào chúc tú tú có chút nản lòng buồn bã nói trừ cái đó ra còn có cái khác chuyện lần này giác tỉnh nghi thức bọn họ kêu rất nhiều người đạo châu ngũ đại vực tuổi trẻ thiên kiêu thậm chí là khác châu cùng nam đao sơn giao hảo đại thế lực cũng có người đến ngươi biết tại sao không chúc tú tú sâu kín nhìn dạ huyền dạ huyền khẽ mỉm cười nói không có gì bất ngờ xảy ra nói cha ngươi cùng các ngươi nam đao sơn lão tổ muốn mượn cơ hội này, đem ngươi vị này trúc gia thần nữ tên đánh ra. Thuận tiện chiêu hiền con rể, đúng không, trúc? Tú tú há to mồm, không dám tin nhìn dạ huyền, ngươi đây đều biết, luôn. Luôn không nói chuyện Lê Phi Huyên yếu ớt nói một câu. Này không phải là mọi người đâu biết à, chúc. Tú tú há miệng một cái, cuối cùng chỉ hóa thành thở dài một tiếng, mặt tang thương mà nói. Nghĩ tới ta chúc tú tú một đời anh danh, làm sao có thể đi lấy một cái xú nam nhân tới cửa nhất định chính là khuất nhục hôm nay nếu là không theo ta phương thức đến vậy ta chúc tú tú chịu chết thì có làm sao bộ dáng kia thật là có phong phạm đây dạ huyền lắc đầu bật cười nói được chuyện này ta đáp ứng bất quá không có đánh cha ngươi đem hắn những tên kia đánh đi là được chúc tú tú nhãn tỉnh sáng lên đây cũng là một biện pháp tốt một bên lê phi huyên ánh mắt cổ quái vị này thần nữ cùng trong truyền thuyết không quá giống nhau tại sao ngay từ đầu sẽ không nghĩ vậy một chiêu? Mà là tuyển chọn kêu người đánh bản thân cha, đây thật là trăm thiện hiếu làm đầu tiểu. Tỉ, nơi xa, có một lão quản gia mặt bất đắc dĩ hồ một tiếng, vừa mới những lời này. Hắn chính là nghe trước mặt A. mươi 1464, người đang dạy ta làm việc. Lão quản gia ở chỗ này đã ngốc thật lâu. Nhưng mà tiểu thư nhà mình lại phảng phất không biết đồng dạng, còn có vị tiểu thư này bằng hữu càng là kiêu ngạo đến cực điểm trực tiếp ngay trước hắn mặt nói ra những lời này được là thật lâu không bị ăn đòn chỉ bất quá ngại vì tiểu tỷ thể diện hắn cũng không tiện nói cái gì đó lúc này chỉ có thể là lên tiếng nhắc nhở một chút tiểu tỷ chú ý phân tắc nha ngươi tại sao lại ở chỗ này chúc tú tú lúc này mới cả kinh nhìn về phía lão quản gia lão quản gia chúc Tú Tú cau mày nói, người vừa mới cái gì đều không còn nghe được đúng không, lão? Quản gia lắc đầu nói, cũng nghe được chút. Tú Tú ngược lại hít một hơi khí lạnh, vậy ngươi sẽ cùng cha nói sao, lão? Quản gia gật đầu nói, đương nhiên, chúc. Tú Tú có chút đau răng, vậy ngươi nhanh đi bẩm báo đi. Còn có một cái giờ chính là ta giác tỉnh nghi thức, ta phải chuẩn bị một chút, lão. Quản gia khom người nói, tiểu thư tốt, lão quản gia ly khai thật sự rất đi cáo trạng chúc tú tú đợi cho lão quản gia đi rồi cũng là mặt bình tĩnh nàng có đôi khi đầu óc là không dễ dùng lắm nhưng cũng không đại diện nàng là kẻ đần độn lão quản gia một mực nàng lại không biết nàng muốn chính là lão quản gia biết càng phải cha nàng biết thậm chí muốn cho toàn bộ nam đao sơn trúc gia đều biết nàng chúc tú tú thái độ là cái gì nếu là có người dám đe dọa ngươi ngươi theo ta nói một tiếng là được ta chém chết hắn chúc tú tú vẻ mặt thành thật nhìn dạ huyền bất quá chốc lát chúc tú tú lại là cười nói ta tin tưởng không ai có thể đe dọa ngươi trừ phi bọn họ tự tìm cái chết chúc tú tú cười rất vui vẻ tuy là không có thể cùng với ấu vi nhưng ấu vi cái này phu quân thật đúng là lợi hại nha ừm không hổ là ta chúc tú tú bằng hữu được chính mình đi chuẩn bị đi, dạ huyền phất tay nói, đợi lát nữa thấy. Trúc Tú Tú vẫy tay từ biệt, đợi cho Trúc Tú Tú ly khai, Lê Phi Huyên muốn nói lại thôi. Dạ huyền không nhanh không chậm mà uống hấp nước trà, chậm rãi nói. Muốn nói cái gì nói thẳng là được, không cần lo lắng cái gì, lời. Nói này dường như cho dạ huyền lòng tin, Lê Phi Huyên ngưng trọng nói. Tuy là người cũng chúc tú tú là bằng hữu nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một chút nam đao sơn trúc ra thực lực rất mạnh rất mạnh không chỉ là đối với đông hoang đối với đạo châu đối với toàn bộ huyền hoàng đại thế giới mà nói bọn họ đều là rất truyền thừa mạnh mẽ một trong sở dĩ chuyện này ta còn là đề nghị ngươi không nên nhúng tay cho thỏa đáng đây lê phi huyên trong lòng lo lắng chỗ nàng hôm nay xem như là dạ huyền tùy tùng nàng mặc kệ người khác nói cái gì nhưng nàng sẽ vì dạ huyền an nguy làm suy nghĩ, nàng hiểu dạ huyền thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng trên đời này, đơn độc cường giả không ít có thể đối mặt một tòa truyền thừa cổ xưa đại. Đế tiên môn, vẫn là muốn cẩn thận tốt hơn, dù sao lúc này cũng không phải là lúc trước người. Mạnh nhất chỉ có trí tôn cảnh, muốn hủy diệt một tòa đại đế tiên môn. Cơ hồ là người si nói mộng, cô nương thâm minh đại nghĩa, lúc này lão quản gia thanh âm vang lên chỉ thấy lão quản gia đi mà trở lại xuất hiện tại vừa mới vị trí cười nhìn dạ huyền cùng lê phi huyên khom người thi lễ nói nghe trộm nhị vị nói thật không phải bản nguyện bất quá tại hạ cảm thấy vừa mới vị cô nương này nói rất có đạo lý mong rằng vị công tử này làm nhiều suy nghĩ lê phi huyên cau mày nhìn lão quản gia dạ huyền cũng là liền nhìn cũng không nhìn một cái không nhanh không chậm mà nói, người đang dạy ta làm việc, lão. Quản gia vội nói, không dám không dám. Tại hạ chẳng qua là cảm thấy công tử là tiểu thư bằng hữu, Cho nên muốn nhắc nhở một chút công tử. Tại hạ nhìn tiểu tỷ từ nhỏ đến lớn. Biết nàng thường thường sẽ làm ra một ít tùy hứng sự tình. Nhưng nàng cuối cùng là nam đao sơn người nhà họ trúc. Sở dĩ làm một ít chuyện sai lầm cũng không sao nhưng nếu như công tử tại một ít trong chuyện làm sai sau khả năng liền khó hơn nữa vãn hồi đây là tại hạ cảm ngộ một ít đạo lý cũng không có mạo phạm công tử ý tứ nhị vị lại nghỉ ngơi thêm đợi lát nữa tốt tham gia tiểu tỷ tỉ giác tỉnh nghi thức tại hạ cũng không quấy dày xin cáo lui điểm đến thì ngưng lão quản gia nói lời nói này có thể nói là cẩn thận đã bày ra nam đao sơn trúc gia cường đại lại cảnh cáo dạ huyền, có thể lão quản gia biết dạ huyền là ai chăng, hắn không biết, nếu như biết nói, liền sẽ không nói ra như vậy ngu xuẩn lời, Lê Phi Huyên lo lắng mà nhìn dạ huyền. Người định làm gì, dạ huyền cười ha hả nói. Người thật đúng là đang nghe hắn đánh giám đây, Lê. Phi Huyên nháy mắt mấy cái, làm nửa ngày ngươi vừa mới không nghe người ta nói cái gì nhỉ, dạ. Huyền cười nói, ngươi tin không tin nếu không thì chén trả nhỏ thời gian hắn nam đao sơn trúc gia gia chủ cấp bậc người sẽ tới xin lỗi, lê. Phi huyên do dự một chút, vẫn gật đầu, ta tin, có thể nàng thật tin sao? Chưa chắc đi, dạ huyền ngược cũng không nói gì nhiều, chén trà nhỏ thời gian trôi qua, nam đao. Sơn trúc gia nhị gia chủ, cũng chính là trúc tú tú nhị thúc trúc hoài nhân tới, trúc hoài nhân. Trên trán tồn tại một tầng mồ hôi dịn. Đó là bị sợ đi ra mồ hôi lạnh, hắn là thiên toán vạn toán không có tính tới một cái tiểu quan gia cũng dám đối dạ công tử nói năng lỗ mãng, người bình thường không biết dạ huyền thân phận. Bình thường, nhưng xem như Nam Đao Sơn trúc gia nhị gia chủ, hắn tin tức linh thông, từ lúc dạ huyền vừa mới tại Đông Hoang quật khởi thời điểm, hắn liền đoán được vị này thiếu niên thần bí, cùng trong truyền thuyết hắc đao môn tồn tại không phải tầm thường quan hệ, chỉ bằng cái này. Nam Đao Sơn trúc gia thấy dạ huyền liền phải khách khí, tuy nói không dược kính sợ nhưng tuyệt đối sẽ không cùng với là địch nhưng hắn nương một cái tiểu quản gia. Lại dám cùng vị công tử này nói những thứ kia lời thừa, tự tìm cái chết đây, tại hạ lệnh đem lão. Quản gia kia quan sau khi thức dậy, hắn không nói hai lời. Chính là tự thân đến đây thấy dạ huyền, cẩn thận từng ly từng tí nói một đống lời hay sao. Thấy vị công tử này không có tức giận ý tứ chúc hoài nhân đây mới là thở phào, ngự. Hạ vô phương, để cho dạ công tử chế diễu, chúc. Hoài nhân cười khổ nói, Lê Phi Huyên ở một bên thấy sửng sốt một chút, nàng là biết vị này chúc. Hoài nhân, trước tại táng Long Đình gặp qua một lần. Sau tại Nam lĩnh thần Sơn Đại Đế cơ hội thời điểm đã từng gặp qua, sư tôn trước từng lời bình. Qua người này, tại Nam đao Sơn chúc ra một đời trước trong. Trừ vị kia thâm tàng bất lộ đại gia chủ ở ngoài, liền thuộc người này mạnh nhất. Với lại làm người phương diện cũng là váy dài thiện vũ. Trúc gia rất nhiều sự vụ đều là hắn đang xử lý, đang bận bịu Trúc gia sự vụ. Còn có thể bảo trì thực lực cường đại. Như vậy thấy rõ người này đáng sợ, nhưng tại dạ huyền phía trước. Trúc Hoài Nhân cũng là đem dáng vẻ đặt vào thấp nhất, Lê Phi Huyên không khỏi lần thứ hai xem. Trọng dạ huyền một cái, nàng phát hiện mình hoàn toàn không hiểu nhà mình công tử lai lịch. Thuần tí thiên tư nghịch thiên, có lẽ chưa chắc đối dạ công tử chúc Hoài Nhân nhẹ nói, xuất sắc tú chân cho ngươi đánh cha nàng, yên. Tâm, ta không có đáp ứng. Dạ Huyền cười nói, nhà đầu này, thực sự là. Trúc Hoài Nhân nghe được Dạ Huyền chứng thực, vừa bực mình vừa buồn cười, bất. Quá ta đáp ứng nàng, giúp nàng đem những thứ kia đối với nàng có ý tưởng người cho đánh một. Trận, Dạ Huyền lại là nói. mươi 1465, quyết đoán, bất quá ta đáp ứng nàng giúp nàng đem những thứ kia đối với nàng có ý tưởng người cho đánh một trận dạ huyền lại là nói chúc hoài nhân do dự một chút thấp giọng nói dạ công tử chúng ta thương lượng ngươi xem được không tú tú hài tử này quả thực khó quản thật lần này cái gọi là chiêu hiền con rể nhiều hơn là muốn đem tú tú ý nghĩ cải chính một chút cũng không phải là thật nếu để cho tú tú cùng những người đó thành thân ta cũng tin tưởng Tú Tú, tại đại đạo một đường ở trên không cần đạo lữ, sở. Dĩ ngươi lần này đừng chen tay vào, sau, này ta Nam Đao Sơn sẽ cho Hoàng Cực Tiên Tông cùng dạ ra phân biệt biếu tặng một món lễ lớn. Người xem coi thế nào, chúc Hoài Nhân nhìn Dạ Huyền, Lê Phi Huyên cũng là vụng trộm nhìn Dạ. Huyền, đề nghị này nàng cảm thấy có thể được, nhưng làm quyết định cũng không phải là nàng mà là dạ huyền, nàng thật tò mò dạ huyền sẽ nói như thế nào, dạ huyền khẽ lắc đầu nói. Tuy là ngươi đề nghị rất tốt, bất quá ta vẫn là cự tuyệt chúc. Hoài nhân có chút không cam lòng, dạ công tử có thể nói một chút vì sao không, dạ. Huyền không trả lời mà hỏi lại nói. Ngươi cảm thấy một tòa đại đế tiên môn kéo dài không suy si căn bản là cái gì, chúc. Hoài nhân có chút sờ không trúng dạ huyền tâm tư, hắn tỉ mỉ cân nhắc một phen sau do xét tính mà nói thực lực cường đại dạ huyền lại nói cụ thể một chút chúc hoài nhân thấy tựa hồ đối với cho là nói là ở cả tòa đại đế tiên môn người thực lực dạ huyền lắc đầu nói sai chúc hoài nhân có chút mờ mịt lê phi huyên cũng có chút không hiểu dạ huyền ánh mắt bình tĩnh khẽ nuốt chậm thổ mà nói bất kỳ một tòa đại đế tiên môn đều là do một cái đại đế sáng chế không có đại đế cái gì đại đế tiên môn cái từ này mà cái gọi là truyền thừa, bất quá đều là vị này đại đế chỗ lưu xuống di vật thôi, dạ. Huyền cũng không để ý chúc hoài nhân cùng Lê Phi Huyên chấn động. Hắn nhếch miệng cười nói, một cái đại đế nhân tình. So với một tòa đại đế tiên môn tạm thời cho ra một điểm răng đầu tiểu lợi mà nói. Cái nào tốt hơn, Trúc Hoài Nhân nghe thế lại nói, thật lâu không nói, một lát sau. Trúc Hoài Nhân đối dạ huyền chắp tay nói, tại hạ không bằng dạ công tử cái gì không bằng dạ huyền dĩ nhiên là quyết đoán hiện nay trúc tú tú bất quá là trí tôn cảnh có thể dạ huyền nói là cái gì một cái đại đế nhân tình ở trong mắt dạ huyền trúc tú tú nghiễm nhiên chính là một cái đại đế mà vừa mới chúc hoài nhân cho dạ huyền hứa hẹn tự nhiên chính là một tòa đại đế tiên môn cho một điểm răng đầu tiểu lợi ngắn ngủi nhìn lại dĩ nhiên là huyết chám trên thực tế hướng nhìn từ xa chính là thiếu máu chúc hoài nhân nói cái gì đều không có nói nữa chủ động xin cáo lui hắn sẽ không lại quấy rối dạ huyền bất kỳ quyết định gì nhưng hắn vẫn sẽ đi nhắc nhở những thứ kia đi tới nam đao sơn các đại thế lực dù sao dạ huyền là thật không dễ chọc đồng thời chúc hoài nhân còn có thể đem lại nói hoàn hoàn chỉnh chỉnh tự nói với mình đại huynh cùng với các vị lão tổ không thể sạch để cho một mình hắn trong lòng cảm giác mình không bằng người cũng phải nhường bọn họ cùng nhau lĩnh hội loại cảm giác này buồn cười hắn vị này nam đao sơn trúc gia nhị gia chủ. Còn cảm thấy nam đao sơn truyền thừa bao nhiêu bao nhiêu không dậy nổi, ở đó vị dạ công tử. Nhìn lại, cũng không gì hơn cái này thôi, dạ công tử lời nói kia. Cũng để cho hắn triệt để tỉnh táo lại, bất kỳ đại đế tiên môn căn bản. Thật vĩnh viễn tại cùng đại đế, không có đại đế đại đế tiên môn. Chẳng qua là một mực sống bằng tiền dành dụng thôi, chính là xem ai trước tiên đem vốn ban đầu ăn. Sạch nhưng nếu như tại sống bằng tiền dành dụng đồng thời. Lại xuất hiện một cái đại đế đây, này đem sẽ triệt để sửa cục diện Dạ huyền lời nói kia, chính là lạ ám chỉ chúc hoài nhân ánh mắt thiền cận nghe. Nói sao, lần này chúc tú tú giác tỉnh nghi thức sau, sẽ có một cái chiêu con rể chi chiến. Đến lúc đó đoạt giải nhất người, có thể lưu tại Nam Đao Sơn, đợi đến lúc thời cơ chín mùi. Liền có thể cùng chúc tú tú thành thân, trở thành Nam Đao Sơn con rể, này người nào không biết bất quá nhân ra có thể không có nói rõ chỉ nói đoạt giải nhất người có thể lưu tại nam đao sơn tu luyện cùng chúc tú tú làm nhiều tiếp xúc đây không phải là then chốt mấu chốt là vừa mới chúc gia phóng xuất tin tức cuộc chiến đấu kia trong sẽ có một cái rất cường đại tồn tại so với thủ lôi người lần này đến đây nam đao sơn đều là huyền hoàng đại thế giới các châu thiên kiêu cái nào là người yếu ai lại sẽ bởi vì này sao mấy câu nói chỉ sợ có người khinh thường nói còn giống như thực sự là như vậy cái đạo lý lại không nói đạo châu ngũ đại vực tiệt thế thiên kiêu lần này dư châu thiên kiêu cũng tới không ít nếu là thật có thể mượn này cùng nam đao sơn quan hệ tiến hơn một bước mọi người đều là rất muốn sở dĩ chúc hoài nhân truyền xuống tới tin tức thật đối với những người này mà nói không có cái gì có thể sợ chúc hoài nhân tự nhiên cũng biết điểm này bất quá hắn cũng không ở tử hắn chỉ là đem tin tức này truyền cho những người này còn những người này sẽ làm sao đối đãi vậy không liên quan hắn huống hồ tới thời điểm chiến đấu chỉ phân thắng bại ngược lại cũng vấn đề không lớn trên thực tế đây cũng có người cảm thấy chúc gia không có phúc hậu còn có một cái giờ giác tỉnh nghi thức sẽ bắt đầu chờ giác tỉnh nghi thức sau chính là cuộc chiến đấu kia đến giờ phút quan trọng này mới nói là thật không có phúc hậu bất quá đây nhân ra địa bàn cho dù có lòng người không hề thoải mái lại cũng sẽ không nói cái gì thời gian từng giây từng phút trôi qua nam đao sơn trúc ra đem tiếp giác tỉnh nghi thức đặt vào lớn nhất tòa kia đạo trường nam thiên đạo trường cả tòa đạo trường huyền phù trên bầu trời địa thế mênh mông trên đạo trường tồn tại âm dương thái cực đồ mà ở đạo trường chung quanh lại là từng tầng một đám mây. Tại đám mây trên, để các loại yến hội, đây chính là dự lễ chi địa, này phô trương có thể to. Lắm đi, giống như tiên gia thịnh yến, kèm theo thời gian trôi qua. Trúc gia cũng thông chi người đến vào trận, dạ huyền cùng Lê Phi Huyên tự nhiên cũng thu đến. Thông chi, hỏi thăm qua dạ huyền ý kiến sau. Trúc gia đơn độc làm hai người an bài một cái so sánh an tĩnh xó xỉnh, lần này người đến cũng đều là có thiệp mời, giống như dạ huyền không ở nhóm này. Hắn là tạm thời thu đến chúc tú tú mời mà tới, hắn có thiếp mời người. Đều có một phần danh sách lớn, phần này danh sách lớn, cơ bản cũng sẽ cho người đến xem qua. Cũng thuận lợi bọn họ tại đi tới chúc gia sau. Cùng một chút muốn qua lại thế lực giao tiếp, lần này thịnh hội. Chúc gia cũng là cho mọi người một cái giao lưu bình thay, nhất là đến từ khác châu đại thế lực. Tại đây thiên đạo trần áp 90.000 năm, mặt pháp thời đại trong, các đại châu thế lực. Cơ bản đều sẽ không rời đi chỗ ở mình đại châu, bởi vậy. Cửu châu đại địa tu sĩ qua lại tự nhiên cũng là ít lại càng ít, hiện nay dĩ nhiên chính là một. Cái cơ hội, dạ huyền tự nhiên cũng thu đến một phần danh sách lớn, tùy ý liếc một cái. Quả thực thấy không ít nhìn quen mắt thế lực tỉ như thần. Châu Côn Lôn Khư, với lại Côn Lôn Khư người đến cũng rất có ý tứ, lại là trước tại Côn Lôn Khư. Đã từng quen biết Tử Dương Thiên Quân, trừ cái đó ra. Còn có đỉnh châu Nam đấu cổ quốc lục hoàng tử, thậm chí ngay cả Thiên kiếm Thánh địa truyền. Nhân kiếm Trần Tử đều tới, trừ cái đó ra, Hồng Châu đại địa La sát cổ tông. Thanh Châu Trường Thanh Tiên tông cũng đều có người đến đây, đều là truyền thừa cổ xưa tồn tại. A, à, chương 1466, nóng tràng nhiều nhất người quen dĩ nhiên là đến từ Đạo Châu, giống như đông hoang các đại thế lực người. Tới, quá khứ đông hoang thập bá trừ bị diệt liệt dương thiên tông cùng khiêm tốn cự linh cốc tất. Cả đều tới, tuyên bố tái xuất giang hồ kiếm chủng, thôn nhật tông. Táng lòng đình cũng đều có người tới, ngược lại tiên vương điện, mặc dù có trước người đến. Nhưng vẫn chưa tại danh sách lớn trong, hiển nhiên là một loại ẩn giấu, cho dù đến hiện tại hiền lưới dẫn ngươi vẫn không có tuyên bố xuất hiện trùng lập giới tu luyện, trung thổ thần. Châu bên kia, túng hoành giáo tiểu trận hoàng đều tới, còn có thiên ma hải ma thiếu, dạ huyền. Tùy ý liếc một cái sau, liền không còn quan tâm, tới ai cũng không ngại, chờ một chút muốn. Đánh nói, vậy đều đánh một trận là được, nửa canh giờ. Rất nhanh liền đi qua, tại Nam Thiên Chính giữa đạo trường, trúc gia cường giả ào ào lộ diện. Cùng đám mây trên yến hội trong mọi người chắp tay làm lễ theo sau lại là nói một đống lớn lời khách sáo. Cuối cùng mới là để cho trận này yến hội nhân vật chính Trúc Tú Tú đăng tràng, nhắc tới cũng kỳ. Quấy, hôm nay là Trúc Tú Tú giác tỉnh nghi thức. Bất quá Trúc Tú Tú già cha cũng là vẫn chưa hiện thân, chủ trì toàn trường. Vẫn là Trúc Tú Tú nhị thúc Trúc Hoài Nhân, cái gọi là giác tỉnh nghi thức. Là Nam Đào Sơn Trúc ra một loại đặc thù nghi thức, mỗi người nhà họ Trúc tại 21 tuổi thời. Điểm, sẽ cử hành giác tỉnh nghi thức nghe nói là có thể đoán được có phải hay không luân hồi giả, nếu như là luân hồi giả. Như vậy tại đây chàng giác tỉnh trong nghi thức, sẽ bắt đầu giác tỉnh trí nhớ kiếp trước đối với giới tu luyện phần lớn tông môn thế lực mà nói. Luân hồi giả đều là một cái trong truyền thuyết đồ đạc. Nhưng thực tế tại một ít cổ xưa mạnh đại đại đế tiên môn nhìn lại. Luân hồi giả là rất bình thường sự tình, bọn họ sẽ thông qua thủ đoạn giúp hồi phục trí nhớ kiếp trước này sau sẽ chọn đi như thế nào? Vậy sẽ phải thấy tỉnh giả tiền chọn mà nếu như nói kiếp trước là cùng này thế lực có cựu oán Sẽ lấy cái gọi là gia pháp giải quyết. Thật chính là vụng trộm xóa bỏ, dù sao đối với truyền thừa cổ xưa đại đế tiên môn mà nói. Quy củ là rất nghiêm khắc, loại này không tốt manh mối. Chính là muốn bóp chết mới được, đây cũng là vì sao Nam Đao Sơn tại cử hành giác tỉnh nghi thức thời điểm, mới sẽ không để cho ngoại nhân tới dự lễ nguyên nhân chỗ, chuyện nhà mình. Cũng không lộ cho ngoại nhân nhìn, mà lần này chúc tú tú giác tỉnh nghi thức. Sở dĩ sẽ cử hành như vậy long trọng nghi thức. Nếu như nói chúc tú tú không có nói đi về trước qua giác tỉnh nghi thức. Chỉ sợ người ở tại chàng còn đều không tin, Trúc gia khẳng định lúc trước cũng đã đối chúc tú. Tú tiến hành qua dò xét, cũng không có phát hiện luân hồi giả dấu hiệu cho nên mới an tâm mượn này tổ chức một hồi thịnh hội cả chàng giác tỉnh nghi thức đều tựa như chính là đi cái đi ngang qua sân khấu nhất là trúc tú tú lười nhác thái độ càng để cho người ta biết đây chính là một cái đi ngang qua sân khấu nhưng phức tạp lễ tiết hoàn tất sau chúc tú tú đi xuống thay đổi quần áo mà trên sân lại là do vị trúc gia trưởng lão mở miệng vào chủ đề cũng chính là mọi người truyền lại chiêu con rể chi chiến này Mới là cuộc thịnh hội này chân chính chủ đề, tại nói rõ chỉ phân thắng bại không được sinh tử. Sau khi, vị trưởng lão này cuối cùng nói: "Trước hết do ta nam đao sơn người khác họ đệ tử tới nóng cái chàng tiếng." Nói sau khi rơi xuống đất tại Nam Thiên Chính Giữa Đạo Trường. Mọc lên một tòa đài cao, đài cao là một cây đường kính trăm trượng hình trụ, vừa mới vị trưởng lão này quy củ nói rất rõ ràng, đây chính là chiến đấu trường chỗ chỉ cần bị đánh ra đài cao này phạm vi, cũng coi như bị thua, đầy đối với cảnh giới cao thâm thiên kiêu mà nói. Thật cũng là một cái thật lớn điều kiện, đường kính trăm trượng, như vậy chiến trường. Dưới cái nhìn của bọn họ quả thực hơi nhỏ chút, lại không nói siêu việt thánh cảnh cường già. Chính là thánh cảnh lớn giữa các tu sĩ chiến đấu, cũng là động tràn chọc trăm ngàn vạn dặm Chiến đấu điểm ban đầu cùng điểm kết thúc thậm chí có khả năng theo đông hoang bắc kiếm chủng đánh tới đông hoang vùng cực nam nam hải sở dĩ này đường kính cao trăm trượng đài là thật hơi nhỏ chút thậm chí có khả năng một cái không chú ý liền bị đánh xuống đài cao cũng gia tăng thật lớn hắc mã xuất hiện xác suất khi đài cao mọc lên liền thấy hai vị mặc nam đao sơn chế thức trường bào thanh niên bay lên song phương đối mặt đều là nhìn ra trong mắt đối phương nhiệt lượng chắp tay tự báo tính danh sau liền trực tiếp khai chiến, dễ nhận thấy. Hai vị này đều là ngưỡng mộ trúc tú tú Nam Đao Sơn người khác họ đệ tử, lần này chiến đấu. Nam Đao Sơn cũng rõ ràng, Nam Đao Sơn người khác họ đệ tử đồng dạng có thể tham gia, lúc này. Chính là như vậy một trận chiến đấu, hai người này thực lực đều đạt đến Thánh Vương Chi Cảnh. Thực lực tương đương không tầm thường, có thể đài cao lại lớn như vậy. Bọn họ cũng không khai thần môn, không hiện pháp tướng, ầm, đệ vừa đối mặt chính là hung ác đụng nhau quyền ra như long đánh cho đài cao bốn phía hư không ô ô rung động không thể không nói hai người này không hổ là nam đao sơn đệ tử trước không nói không có triển lộ ra pháp thuật thần thông chỉ nói này công phu quyền cước coi như phải cao thủ cái từ này trên thực tế tại rất nhiều cổ xưa trong truyền thừa đều có đặc biệt thể thuật tu luyện mà phần lớn đệ tử cũng đều sẽ tuyển chọn tu luyện một môn thể thuật để tránh khỏi xuất phát pháp lực không cách nào vận dụng. Sau đó mặc người chém giết cục diện, hai người chiến đấu. Đánh rất có nhiệt lượng, cũng không biết có phải hay không là nam đao sơn bầy mưu đặt kế. Trận chiến đấu này kéo dài chén trà nhỏ thời gian. Cuối cùng trong một vị thanh niên thắng hiểm một chiêu. Đem đối phương đánh ra đài cao thắng lợi, lại không luận trận chiến đấu này hơi nước có lớn hay không, nhưng đặc sắc trình độ tuyệt đối là kéo căng, ở chung quanh đám mây trên không ít tuổi. Trẻ người xem, đã là thấy nhiệt huyết sôi trào, có thể thế hệ trước tu sĩ cũng là ngồi vững. Điếu ngư đài, không làm bất kỳ lời bình. Bởi vì bọn họ một cái thì có khả năng nhìn ra. Trận chiến đấu này chung quy chính là nóng tràng, dưới cái nhìn của bọn họ. Bình thường chiến đấu thậm chí có thể tại trong vòng 3 chiêu liền có thể kết thúc nhưng dĩ nhiên đánh chén trả nhỏ thời gian bất quá nhân gian không được hủy đi đạo lý ở đây đều hiểu tại sau khi chiến đấu kết thúc như sấm tiếng vỗ tay vang lên kèm theo còn có âm thanh ủng hộ than thở không hổ là nam đao sơn đệ tử là thật cường đại nóng chàng sau khi kết thúc liền có người bắt đầu lên đài khiêu chiến xem ai không vừa mắt có thể gọi hắn đi lên đánh nam thiên đạo trường cực lớn có thể đồng thời tiến hành nhiều trận chiến đấu cho là từng cái đài cao mọc lên vô cùng náo nhiệt, trúc tú tú đổi về trước trang phục cũng không tỵ hiềm trực tiếp liền ngồi vào dạ huyền bên cạnh bắt đầu phàm ăn trúc hoài nhân thấy một màn kia cũng chỉ có thể là liên tục cười khổ nhưng này cũng là để cho người ở tại trang cũng không nhịn được nhìn về phía dạ huyền lần này tức khắc liền để cho rất nhiều người quen đều thấy dạ huyền trong lúc nhất thời bọn họ đều là kinh ngạc không thôi hiển nhiên là không ngờ tới dạ huyền dĩ nhiên tới ngươi còn không xuất thủ a à, chúc tú tú trong miệng túi thức ăn mập mờ không rõ nói dạ huyền cười ha hả nói cường giả đều là sau cùng đăng tràng không phải sao chúc tú tú ngẫm lại gật đầu nói như vậy sao cái đạo lý tại hai người nói chuyện phiếm lúc tại đối diện đám mây chỗ cao tử dương thiên quân ngồi xếp bằng ở vậy thấy không rõ biểu tình nhưng trong lòng cũng là tồn tại từng cổ một sát cơ tại oanh nhiễu, ngày xưa tại Côn Lôn khư. Hắn vạn chúng chúc mục, dương danh thiên hạ, nhưng lại tại cái loại này trước mắt. Cứ nhiên bị người này dùng đá đập một chút đầu, có thể sư tôn lúc đó cảnh cáo hắn. Thiên đạo trấn áp dưới, tuyệt đối không thể xuất thủ, nhưng lúc này. Chương 1467, Đỗ Thu Trạch. Nhưng lúc này, thiên đạo trấn áp đã làm mở lại đến toàn bộ đại hiền cảnh, liên tưởng đến mình. Ban đầu khuất nhục tử Dương Thiên Quân trong lòng sợi chấp niệm càng thịnh tuy nói lúc trước. Cùng chu trưởng lão nói, bản thân xem thường cùng một cái hậu sinh người đấu, trên thực tế. Chẳng qua là lúc đó dạ huyền triển hiện ra thực lực quá mức đáng sợ. Tại cộng thêm sư tôn cảnh cáo, sở dĩ hắn mới không dám tiếp tục xuất thủ, suy tư chốc lát. Tử Dương Thiên Quân trong lòng khẽ động mượn bên cạnh có người bàn luận dạ huyền. Chậm rãi nói, lúc trước trúc gia nhị gia chủ nói có một vị thực lực cường đại thủ lôi người đại khái chính là người này tử dương thiên quân biết người này bên cạnh đàm luận dạ huyền người nghe được tử dương thiên quân mở miệng ào ào nhìn sang tử dương thiên quân chậm rãi hớp một cái trà cười nói đoán đã như vậy vậy chúng ta liền trực tiếp xuất thủ khiêu chiến người này đi trong vị kia vẫn không có mở miệng lạnh lùng nghiêm nghị thanh niên chậm rãi đứng dậy công tử bên cạnh cùng đi thanh niên này lão nhân thấy thế khẽ gọi một tiếng lạnh lùng nghiêm nghị thanh niên nhìn về phía tử dương thiên quân nhàn nhạt nói người trước phải xuất thủ sao tử dương thiên quân cười không nói làm một cái thỉnh thủ thế này lạnh lùng nghiêm nghị thanh niên cùng hắn đồng dạng đều là tới từ thần châu cũng là thần châu đại địa tiếng tăm lừng lẫy thiên tài xuất từ kỳ kiếm sơn nói ra đỗ thu trạch danh tự này thần châu không ai không biết không người không hay có người từng nói Thần Châu kiếm đạo suy tàn, 90 ngàn năm chưa từng ra một vị có thể nhìn, nhưng Đỗ Thu Trạch liền để cho Thần Châu đại địa biết. Thần Châu kiếm đạo y nguyên có người gánh tại trên vai, bất quá Đỗ Thu Trạch chỗ Kỳ Kiếm Sơn. Tuy là truyền thừa cổ xưa, nhưng bản thân thế lực nhưng cũng không khổng lồ. Thậm chí môn hạ đệ tử cũng không có bao nhiêu, nếu không phải Kỳ Kiếm Sơn lão quái vật đều là vô cùng cường đại tồn tại, thậm chí đều không còn người biết Kỳ Kiếm Sơn, sở dĩ tại Đỗ Thu Trạch trên thân thật tồn tại không nhẹ trọng trách trấn hưng thần châu kiếm đạo trấn hưng kỳ kiếm sơn lần này đến đây trừ tông môn an bài ở ngoài hắn cũng muốn mượn này tới mở mang kiến thức địa phương khác thiên kiêu thuận tiện tôi luyện bản thân kiếm đạo hắn rất thích ý đối thủ là đến từ kiếm chủng từ trọng lâu cùng với ly sơn kiếm các phương tâm nghiên bất quá nghe nói ly sơn kiếm các phương tâm nghiên đã biến mất mà kiếm chủng từ trọng lâu thực lực tạm thời mà nói còn không có phương pháp so sánh với hắn. Sở dĩ tại trên yến tiệc, hắn một mực tìm một cái đối thủ tốt, đỗ thu trạch không phải người. Ngu tử Dương Thiên Quân vừa mới lời nói này. Cố ý làm rõ dạ huyền thân phận chính là trúc gia theo như lời vị kia thủ lôi người. Mà mục tiêu dĩ nhiên là nghĩ có người xuất thủ trước, nói trắng ra chính là tìm thương xử. Đối với cái này chút, đỗ thu trạch từ trước đến nay sẽ không đi lưu ý hắn chỉ quan tâm bản thân phải làm cái gì nên làm như thế nào sở dĩ hắn tính toán người đầu tiên xuất thủ khiêu chiến dạ huyền hiu đỗ thu trạch hóa thành nhất đạo thần hồng hướng về đạo trường nam thiên trên đạo trường lần nữa mọc lên một tòa cao trăm trượng đài là kỳ kiếm sơn đỗ thu trạch thấy đỗ thu trạch đăng tràng trên đám mây các cường giả ào ào nhãn tỉnh sáng lên vị này vai gánh thần châu kiếm đạo trọng trách kỳ tài sẽ khiêu chiến ai đó có người cảm thấy hiếu kỳ, bọn họ ngược lại không có hướng Dạ Huyền trên thân nghĩ, ở đây người. Khác có lẽ tới đây là thật làm trúc tú tú hoặc giả trúc gia tới. Nhưng Kỳ Kiếm Sơn Đỗ Thu trạch dễ nhận thấy không có khả năng dùng người này lời nói. Đó chính là nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta rút kiếm tốc độ từ Dương Thiên quân cao tọa đám mây. Một tay nắm bình rượu, một tay đặt tại phía trước trên bàn. Trong mắt mang theo mỉm cười, hắn giải khai Đỗ Thu trạch tính tình sở dĩ chỉ cần nho nhỏ vận dụng một chút mưu kế người này sẽ ngốc nghếch sông lên thay hắn chỉnh lý này dạ huyền đạo hữu có dám đánh một trận đỗ thu trạch tại đài cao đứng vững kiếm chỉ dạ huyền lãnh đạo nói đang cùng chúc tú tú nói chuyện phiếm dạ huyền thấy này đỗ thu trạch chỉ hướng bản thân ánh mắt yên tĩnh, oa a à, rốt cục có người khiêu chiến ngươi Trúc. tú tú mắt cười cong cong tựa hồ có chút nhìn có chút hả hê trên thực tế nàng là thật không muốn đợi, muốn nhìn dạ huyền vào sân quét ngang toàn bộ, sớm kết thúc một chút trận này buồn. Tẻ yến hội, tiểu tử này ai nha, lại dám khiêu chiến huyền ca tại. Một chỗ khác tiểu trận hoàng, thấy có người nhảy ra đi khiêu chiến dạ huyền. Tức khắc nhướng mày, bên cạnh có bạn tốt chủ động vì hắn giải thích đỗ thu trạch lợi hại tiểu. Trận hoàng sau khi nghe xong, biểu môi nói, thì tính sao, tại huyền ca phía trước đều là phân huyền ca đánh bạo hắn tiểu trận hoàng không hề cố kỵ tiếng lớn kêu gào ta tới đánh với ngươi một trận nhưng ở lúc này một cái thanh âm vang lên ngay sau đó mọi người thẳng cảm thấy hoa mát liền thấy một vị mặc thanh niên áo bào đen hàng lâm tại trên đài cao thanh niên này thân hình cao lớn bất quá nhìn qua tựa hồ có chút mộc mạc bất quá tại nhìn người nọ khuôn mặt sau cũng là ngưng trọng thôn nhật tông một đời mới thánh tử la tu đông hoang người, cơ hồ đều nhận ra vị thanh niên này, đây chính là gần nhất đạo châu thanh danh. Vàng dội thiên tài tuyệt thế, xuất từ đông hoang nam vực thôn Nhật Tông. Nghe nói người này ra ra chính là thôn Nhật Tông Thái Thượng Trưởng Lão, nghe đồn người này. Có một loại thể chất đặc thù, không phải thần thể. Nhưng dường như so thần thể càng đáng sợ hơn. Chính là một loại tên là tu la bá thể thể chất đặc thù, tử dương thiên quân nhìn trên sân la tu hơi nhíu mày có một chút không vui trên đài cao đỗ thu trạch nhìn trước mắt vị này có chút mộc mạc thanh niên nhìn một phen mày nhăn lại đến hắn cũng không nhận ra người này trong trí nhớ cũng không có nhân vật như thế một lát sau đỗ thu trạch khẽ lắc đầu nói người không phải đối thủ của ta ta biết không ngờ đối diện thanh niên dĩ nhiên không có phủ nhận đỗ thu trạch sắc mặt hơi tỉnh lại tối thiểu mà nói người này còn là một cái tự biết mình người đã như vậy ngươi lui ra đi đỗ thu trạch nói là tu cũng là lắc đầu nhìn chằm chằm đỗ thu trạch tuy là ta không phải đối thủ của ngươi nhưng ngươi muốn tìm ân công phiền toáy vậy thì trước hết đánh bại ta đỗ thu trạch ánh mắt bình tĩnh ân công à có thể tiếng nói rơi xuống đỗ thu trạch ánh mắt đột nhiên biến phải ác liệt vô cùng trong sát na chính là một cổ kinh khủng kiếm khí tung hoành Hưu đi ngang trời trực kích la tu mi tâm đan điền hai nơi mặc dù đây một hồi chỉ phân thắng bại không được cuộc chiến sinh tử nhưng đỗ thu trạch chính là kiếm tu xuất thủ liền chú trọng quả đoán tàn nhẫn ầm la tu đột nhiên đạp đất tu la bá thể tức khắc kích thích ra tại quanh thân còn quấn một tầng ánh sáng đỏ thắm bộc phát ra mênh mông huyết khí giống như một cái biển máu đại dương bao la La Tu đối mặt hai đạo kiếm khí, cũng không có nhường đường ý tứ, mà là song quyền xuất kích. Trực tiếp nghênh đón, dầm dầm, hai tiếng nổ mạnh sau, La Tu thân hình lùi lại. Suýt nữa bay ra đài cao, hai người thực lực sai biệt rất lớn, nếu không phải La Tu có tu la bá. Thể, chỉ sợ sẽ bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, đỗ thu trạch dễ nhận thấy sẽ không cho La Tu để. Thở cơ hội, tại bị đánh bay đồng thời, thân hình đột nhiên tiếp cận La Tu tay phải kiếm chỉ điểm hướng La Tu mi tâm, trong sát na. La Tu liền muốn bị thua, nhưng trong khoảnh khắc đó. La Tu cũng là đột nhiên bộc phát ra kinh khủng hơn huyết khí. Trực tiếp hất bay đỗ thu trạch đồng thời, La Tu nhếch miệng cười một tiếng. Một quyền hung hăng đập về phía đỗ thu trạch đầu. mươi 1468, cuồng lên. Đỗ thu trạch tức khắc ánh mắt dùng mình. Không ngờ người này lại còn đùa giỡn chút mưu kế, bất quá Đỗ Thu Trạch phản ứng cực kỳ nhanh. Chóng, cuối cùng là nửa bước đại hiền tồn tại. Cơ hồ là trong nháy mắt, Đỗ Thu Trạch thân hình quỷ dị vặn vẹo. Nhìn qua là nguy hiểm lại càng nguy hiểm né qua La Tu thế công, cùng lúc đó. Đỗ Thu Trạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bốn phía kiếm vực chợt lên. Hiu hiu hiu, cả tòa trên đài cao bị vô biên kiếm khí bao trùm, phốc 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 trong sát na la tu trên thân liền lưu lại mấy đạo vết kiếm nhưng những kiếm khí kia nhưng không cách nào đâm thủng la tu phòng ngự bất quá này cũng dễ nhận thấy đủ đỗ thu trạch một tay phụ sau một tay kết kiếm quyết mênh mông kiếm khí ngưng luyện thành một mảnh hải dương hướng la tu bất tận mà phóng đi ngay từ đầu thời điểm la tu còn có thể ngạnh kháng nhưng theo thời gian trôi qua la tu không ngừng lùi lại trên thân cũng xuất hiện tiên huyết một màn kia thấy đông hoang tu sĩ đều là trong lòng căng lên đúng là vẫn còn đánh không lại sao tử dương thiên quân thần thái bình thản cũng không lo lắng hắn giải khai đỗ thu trạch cũng biết đỗ thu trạch thực lực chân chính cường đại dương nào lúc trước hắn chưa từng bước vào đại hiền cảnh trước cùng người này từng có mấy trận chiến hai phe đều có thắng bại chỉ bất quá tại bước vào đại hiền cảnh sau hai người liền không có tái chiến đấu thắng bởi vì hắn biết Đỗ Thu Trạch không còn là đối thủ của hắn, nhưng chuyện này cũng không hề đại diện Đỗ Thu Trạch. Yếu, Đỗ Thu Trạch chỉ kém một bước ngoặt liền có thể bước vào đại hiền cảnh, đến lúc đó. Người này cũng là huyền hoàng bảng trên có lực người cạnh tranh, lại nói tiếp. Trước hắn nghe nói, huyền hoàng bảng có chút thay đổi. Hắn thứ bậc theo 24 rơi đến 25, nghe nói là có một vị thần bí tồn tại tễ thân huyền hoàng bảng, với lại vào thẳng vào trước 10, bất quá tương đối không ngờ. Người này tên vẫn chưa công bố ra, đầy đối với chấn thủ huyền hoàng bảng người mà nói là rất ít. Thấy sự tình, bình thường chỉ có bọn họ mới có tư cách đi quyết định công không công bố. Người khác muốn đi can thiệp, đó chính là người si nói mộng, huyền hoàng bảng. Thiên tượng bi, hư thần lục, chấn thủ những thứ này thủ bia người đều là rất cổ xưa tồn tại, bọn họ không chịu bất luận kẻ nào đe dọa, chính vì vậy. Này tam đại bảng danh sách mới có tuyệt đối công tín lực, mà ở này tam đại bảng danh sách trong, hư thần lục lực ảnh hưởng là yếu nhất, mạnh nhất lại là huyền hoàng bảng, sở dĩ huyền hoàng bảng khó nhất bị người đe dọa, vậy đã nói. Rõ trước đó vài ngày leo lên huyền hoàng bảng người, tuyệt đối rất đáng sợ, nghe nói. Người này đến từ Đạo Châu, lúc đầu dẫn tới thật lớn rung động đây cũng là hắn lần này đến đây đạo châu một trong những nguyên nhân. Chính là vì điều tra một chút chuyện này, tử dương thiên quân có lẽ làm sao cũng không nghĩ ra. Đem hắn tên đi xuống đấy người. Chính là dạ huyền, cái kia trực tiếp một mạch vọt vào huyền hoàng bảng trước 10 tồn tại. Đúng là dạ huyền, dạ huyền cũng là một vị duy nhất lấy trí tôn cảnh leo lên huyền hoàng bảng. Quái vật, từ cổ trí kim, muốn xông vào huyền hoàng bảng, muốn nhất định đại hiền bởi dạ huyền tại bước vào thiên mệnh trí tôn sau trực tiếp đem chín cái thiên đạo khí vận kim long cho đánh tan đưa tới huyền hoàng bảng không cách nào khác biệt dạ huyền sở dĩ không có tên hiện lên chuyện này cũng làm thủ bia người dọa cho hỏng sở dĩ chậm chạp không có tin tức truyền ra coi như truyền tới tin tức cũng rất mơ hồ nhưng huyền hoàng đại thế giới đại năng đều biết lúc trước trận kia dị tượng chính là theo đạo châu xuất hiện chỉ cần điều tra một phen chắc chắn có thể tra được lần này tại sao có nhiều người như vậy đi tới Trúc Gia. Trừ Trúc Gia mời ở ngoài, bọn họ cũng là thuận thế tới Đạo Châu điều tra chuyện này, tử dương. Thiên quân bất quá là trong một trong thôi, trở lại chuyện chính. Tại đỗ thu trạch phát lực sau, La Tu căn bản không phải đối thủ. Tại bị từng bước bước lui xuống, cuối cùng bất đắc dĩ bị đẩy ra đài cao, rơi xuống đài cao sau là tu cũng không nổi giận kết quả này hắn đã sớm ngờ tới chỉ bất quá người này muốn khiêu chiến ân công hắn tự không khả năng cái gì cũng không làm hắn cái mạng này đều là ân công cho là tu say người nhìn về phía dạ huyền phương hướng vào đầu áy náy cười một tiếng ân công ta chỉ có thể làm tới mức này dạ huyền mỉm cười tỏ ý là tu lui ra là được hiện tại đến ngươi lên đi đỗ thu trạch nhìn về phía dạ huyền lạnh nhạt nói ánh mắt mọi người đều là quán chú tại dạ huyền trên thân trận chiến đấu này nếu như cự tuyệt nói chẳng khác nào tự động nhận thua cũng không có thể tham gia sau này chiến đấu sở dĩ không có ai cảm thấy dạ huyền sẽ cự tuyệt trên thực tế dạ huyền cũng không khả năng sẽ cự tuyệt chúc gia chủ ta có một cái đề nghị dạ huyền không để ý đến đỗ thu trạch mà là nhìn về phía tại nam thiên đạo trường trung ương nhất chủ chỉ đại cuộc chúc hoài nhân Dạ công tử cứ nói đừng ngại, Trúc Hoài Nhân nói, nhưng trong lòng thì mơ hồ có lo nghĩ. Vị này dạ công tử lại muốn làm gì, để... Lần này có ý định tới chiến người toàn bộ đăng tràng, ta một người đánh bọn họ toàn bộ, dạ. Huyền chậm rãi nói, toàn trường yên lặng, ngay sau đó chính là tất cả xôn xao mà quen thuộc dạ huyền người. Cũng không nhịn được nhếch miệng lên mỉm cười, dạ huyền đúng là vẫn còn cái kia dạ huyền. Bao nhiêu tự cao nói, từ miệng trong nói ra. Đều tựa như là đương nhiên, cái loại này vượt qua thường nhân tuyệt đối tự tin. Để cho người ta cực kỳ phẫn nộ, chúc Hoài Nhân mặc dù biết Dạ Huyền nói ra nói nhất định sẽ rất đáng sợ, nhưng không nghĩ tới sẽ đáng sợ như thế, chúc Hoài Nhân khóe miệng co giật nói. "Dạ công tử, chuyện này." Hắn rất muốn nói, lần này người đến cũng đều là các nơi yêu nghiệt, thực lực tuyệt đối là đỉnh một cường đại thậm chí còn có tử dương thiên quân như vậy đại hiền nếu thật như vậy sao lợi hại chúc tú tú giơ ngón tay cái lên lê phi huyên ngơ ngác nhìn dạ huyền chốc lát là lo lắng nói dạ huyền ngươi làm cái gì nhỉ dạ huyền không để ý đến nhị nữ đứng lên bồng bềnh rơi xuống chúc hoài nhân vị trí nhàn nhạt nói nếu như cảm thấy không ổn ta còn có một cái đề nghị chúc hoài nhân rất muốn câm miệng nhưng vẫn là rất nói lễ phép nói không ngại nói một chút dạ Huyền ánh mắt yên tĩnh, nhìn chung quanh một vòng sau, nói, tất cả người. Cùng tiến lên, tất cả người. Cùng tiến lên. Này sáu cái tự, ăn nói mạnh mẽ, người ở tại trang. Phẳng phất nhìn kẻ đần độn một dạng nhìn dạ Huyền, này cái quái gì? Dám nói ra những lời này, thật ngông cuồng đi. Trúc Hoài Nhân hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tâm tình, có chút bất đắc dĩ nói. Dạ công tử, chúng ta vẫn là dựa theo quy củ đến đây đi, dạ huyền lắc đầu nói ta nhiều như vậy công phu đánh lâu như vậy hai lựa chọn hoặc là để cho cái gọi là thế hệ tuổi trẻ toàn bộ trên hoặc là chính là tất cả người cùng tiến lên chúc hoài nhân nhìn dạ huyền hắn biết dạ huyền tuyệt đối không có nói đùa chỉ là chúc hoài nhân coi trọng trên đám mây vị kia vị đến từ cổ xưa truyền thừa gia hòa bất đắc dĩ chắp tay nói chư vị nghĩ như thế nào chúc Nhị gia chủ tiểu tử này không hiểu chuyện, ngươi chẳng lẽ cũng không hiểu chuyện sao? Một, lão quái vật rất bất mãn mở miệng nói, trực tiếp trách nhiệm chúc hoài nhân. Được, vậy trước tiên theo ngươi bắt đầu, dạ. Huyền chỉ vào người lão quái kia vật, nhàn nhạt nói, người lão quái kia vật tức khắc tức cười. Lão phu tại 20 vạn năm trước chính là đại hiền cảnh. Chỉ bằng ngươi cái mau đầu tiểu tử cũng dám tới kiêu ngạo, lời còn chưa dứt mà, lão quái này vật cả người bay thẳng khoảng cách yến hội. mươi 1469, cường giả khẽ nói nhẹ. Người lão quái kia vật tức khắc tức cười. Lão phu tại 20 vạn năm trước chính là đại hiền cảnh. Chỉ bằng ngươi cái mau đầu tiểu tử cũng dám tới kiêu ngạo, lời. Còn chưa dứt mà, lão quái này vật cả người bay thẳng khoảng cách yến hội, bay ngược, lặng ngát. Như tờ, 20 vạn năm trước chính là đại hiền cảnh một cảnh giới có thể tạp ngươi hai trăm ngàn năm lại phế vật này cũng dám ở trước mặt ta nói khoác mà không biết ngượng dạ huyền cười nhạt một tiếng chậm rãi nói lời nói này trực tiếp để tại trận người triệt để mộng chuyện này nhãi con ngươi tự tìm cái chết tại phía xa bên ngoài mười vạn dặm vị lão quái này vật tức đến đỏ bừng cả khuôn mặt nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp một cái thuấn di trở về muốn tiêu diệt dạ huyền lê lão, xin thỉnh tuân thủ quy củ, bớt. Quá lúc này, Trúc Hoài Nhân cũng là bước ra một bước. Quy áp kinh khủng như bàng bạc biển rộng nhấc lên vạn trượng sóng to. Hung hăng áp hướng vị lão quái kia vật ầm. Quy áp kinh khủng, cơ hồ bao phủ toàn bộ nam thiên đạo trường, cũng là vào giờ khắc này. Mọi người mới nhận biết được vị này nam đao sơn trúc gia nhị gia chủ. Rõ ràng là một vị thiên địa đại hiền dung động này ở đây không ít người còn là lê lão lão quái vật bị trúc hoài nhân như vậy thình lình sợ hãi một chút một thời gian cũng là á khẩu không trả lời được nhưng đợi cho trúc hoài nhân thu lại uy áp sau hắn lại là bất mãn hử lạnh một tiếng nói tiểu tử này trước không tuân theo quy củ tại sao trúc nhị gia chủ không thêm vào ước thúc trúc hoài nhân nghe vậy cũng là khẽ mỉm cười nói dạ công tử cách làm mặc dù không tại quy củ bên trong nhưng là cũng không tính phá hư quy củ lê lão nếu như cũng muốn làm dạ công tử chuyện làm tự nhiên cũng là có thể được lê lão há hốc mồm chỉ có thể ăn cái này nghẹn chúc hoài nhân nói bóng gió là được người lê lão nếu như thực lực đủ cũng có thể khiêu chiến toàn trường nhưng hắn nơi nào có thực lực này lúc này trên sân tất cả mọi người là bị chấn động đến dạ huyền thực lực quả thực vượt quá tưởng tượng thậm chí đều không nhìn thấy hắn là làm sao xuất thủ thân làm đại hiền cảnh, hơn nữa còn là uy tín lâu năm đại hiền cảnh lê lão. Liền bị đánh bay trăm ngàn dặm. Điều này thật cũng quá mạnh chút, nguyên bổn định khiêu chiến dạ huyền đỗ thu trạch. Thần sắc ngưng trọng không gì sánh được. Nhưng trong mắt cũng là tồn tại cuồng nhiệt chiến ý thực. Lực người xác định rất mạnh rất mạnh, ngươi muốn khiêu chiến toàn trường cũng không sao. Nhưng cũng hay không cùng ta trước chiến một hồi, đỗ đỗ thu trạch không sợ hãi chút nào nói dạ huyền tùy ý phất tay một cái nhất đạo hơi thở mong manh kiếm khí theo dạ huyền trong tay bay ra lúc đầu rất nhỏ nhưng khi hàng lâm đài cao trong lúc cũng đã là giống như nhiệt long ra biển uy trấn chư thiên đỗ thu trạch con ngươi vô cùng thu hẹp không chút do dự chính là tế xuất bản thân mạnh nhất thần thông đi ngăn cản dạ huyền thuận tay một kiếm ầm đỗ thu trạch tay phải cầm kiếm một kiếm trực kích trong sát na đỗ thu trạch toàn bộ tay phải ống tay áo trong nháy mắt nổ nát vụn ngay sau đó kiếm khí xoay quanh đem đỗ thu trạch đều trên cánh tay cắt bỏ hơn vạn đạo vết thương mà đỗ thu trạch bản thân cũng bị cái này kiếm khí quấn quanh kéo bay ra đài cao bại một chiêu mặc dù mọi người khi nhìn đến lê lão bị một chiêu đánh bay trăm ngàn dặm cũng biết đỗ thu trạch tuyệt đối không thể là dạ huyền đối thủ nhưng này bại cũng quá nhanh nhanh đến mọi người còn dừng lại ở vừa mới đỗ thu trạch nói lời nói kia lên phản ứng kịp là đỗ thu trạch đã bay ra đài cao cầm kiếm tay phải run rẩy coi như không tệ dạ huyền không quên lời bình một câu vừa mới dạ huyền thuận tay một kích lại ẩn chứa chỉ có kiếm tu mới hiểu được kinh khủng một kích kia dưới nếu như đỗ thu trạch cầm không được kiếm như vậy đời này cảnh giới cũng liền dừng lại ở nửa bước đại hiền bất quá đỗ thu trạch kiếm tâm thuần túy, cho dù thừa nhận cụ tay hiểm. Cũng vẫn như cụ nắm chặt bản thân bản mạng kiếm, tại đây kiếm tu có chút suy tàn thời đại. Người như thế không nhiều lắm, đỗ thu trạch thu hồi bản thân bản mạng kiếm. Hướng về phía dạ huyền khom người một cái thật sâu, đi vãn bối chi lễ tạ. Tiên sinh chỉ giáo, một kiếm kia tuy là đánh bại dễ dàng hắn. Nhưng cùng lúc cũng là một loại truyền giáo chi pháp. Tối thiểu tại đỗ thu trạch mình nhìn tới là như vậy, hắn bởi vậy có thu hoạch sở dĩ nguyện ý tôn dạ huyền vì tiên sinh tại hạ cũng không quấy dày tiên sinh đỗ thu trạch nhe răng cười một tiếng rất thuần khiết túy trở lại chỗ ở mình vị trí tuy là bại nhưng ở trong mắt đỗ thu trạch cũng là nhìn không thấy mảy may bạc nhược chi xác ngược lại là tràn ngập ánh sáng có người hướng dương mà sinh ánh sáng đi theo đại khái như thế chứ ngươi rất muốn ra tay với người nọ đi hiện tại đúng là cơ hội đỗ thu trạch chậm rãi nói còn như là đúng ai nói tử dương thiên quân tự nhiên rõ ràng tử dương thiên quân không có nhìn đỗ thu trạch chậm rãi uống cửa rượu ngon ánh mắt thủy trung rơi vào nam thiên chính giữa đạo trường đạo thân ảnh kia trên thân trong lòng dĩ nhiên là nổi lên sóng to gió lớn hôm nay nếu quả thật nhất chiến nói kết quả thật đúng là khó mà nói bởi vì vừa mới lê lão bị đánh bay một màn kia hắn cũng để ở trong mắt nhưng hắn y nguyên không có hiểu dạ huyền ra sao thì xuất thủ lại là làm sao xuất thủ đối phương thủ đoạn cực kỳ quỷ dị vượt quá hắn dự liệu chỉ là như vậy tự cao làm dáng khi chết bình rượu để xuống thình thịch một tiếng vang nhỏ tử dương thiên quân đứng lên kèm theo chính là tại tử dương thiên quân phía sau chính là từng vòng từng vòng tử sắc mặt trời chậm rãi mọc lên cửu luân tử sắc thái dương hoành không này tử dương thiên quân cũng như hóa thành thế gian nổi bật nhất tồn tại. Phảng phất từ cổ xưa tiên giới đi ra cùng lúc đó tại đám mây khắp nơi. Cũng là từng cổ một mạnh mẽ khí tức. Kèm theo từng cái kinh khủng dị tượng bay lên, ngày này, nam đao sơn bên trong. Dị tượng đầy trời, từng vị xuất từ các đại châu cái thế yêu nghiệt. Ào ào bước lên nam thiên đạo trường. Đi đối phó cái kia tên gọi dạ huyền cuồng đồ, hàng trăm hàng ngàn, ta. Mặc dù không muốn cùng ngươi nhất chiến, nhưng ngươi lời nói quá càn rỡ, ta cho rằng. Anh hùng thiên hạ đều không cho Vũ Nhục tử. Dương Thiên Quân khí thế bàng bạc chậm rãi mở miệng. Vang vọng đất trời ở giữa, tại bên kia, một vị trên thân quấn vòng quanh hai cái hỏa long tóc đỏ nam tử, vòng ngực mà đứng. Lạnh lùng nói, chúng ta có thể không ra tay, chỉ cần ngươi bây giờ cúi đầu nhận sai nơi xa còn có một vị chân đạp bảo tháp cô gái xinh đẹp cũng là lạnh lùng nhìn về dạ huyền trong đám người còn ẩn giấu hơn 10 đạo không thua gì mấy người này khí tức kinh khủng bọn họ đều là lãnh đạm nhìn dạ huyền trong thiên hạ thiên tài đều có bản thân ngạo khí chỗ loại này ngạo khí không phải kiêu ngạo mà là một loại thuộc về bọn họ tự tin nếu như lọt vào dẫm lên thời điểm bọn họ tất nhiên sẽ như lôi đình phản kích giống như hiện tại chỉ là bọn họ cũng có mỗi cái ngạo khí, cho dù tại thấy được dạ huyền thực lực sau. Cũng không nguyện ý quần công, mà là tuyển chọn trước lấy thế đè người, để cho cái này tự cao. Già hỏa biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Quý đầu nhận sai, chấm ngoặc kép, dạ huyền nghe vậy, thình lình là cười rộ lên. Hắn nhớ tới một câu rất có ý tứ nói, người yếu khàn cả giọng. Cũng không người để ý, cường giả nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, lại sâu vào lòng người, vậy hôm nay, Dạ Huyền liền khẽ nói một câu đi, thế gian này, không người có tư cách cùng bản đế nói những lời này. Chương 1470, kết thúc cũng là bắt đầu. Thế gian này, không người có tư cách cùng bản đế nói những lời này, khẽ. Nói nhẹ, không người nghe nói, không ngại, câu tiếp theo, thiên hạ đều có thể nghe nói, bọn. Người gạch ngói vụn, không kịp ta nửa phần tại Lúc nói những lời này sau, dạ huyền hai tay phụ sau, thần thái bình thản. Ánh mắt cũng như chỉ thủy vậy, không biết trời cao đất rộng, vị. Kia thân dây dư hai cái hỏa long, một đầu tóc đỏ nam tử con người mắt chạm ánh sáng lạnh. Một cước đột nhiên đạp đất ầm. Cả tòa nam thiên đạo trường ù ù vang dội cùng lúc đó. Trên thân hai cái hỏa long đột nhiên thoát ra, long ngâm dung trời, mang theo lấy lửa nóng hừng hực hàng lâm đến dạ huyền phía trước rừng rực nhiệt độ làm cho hư không vặn vẹo ầm ầm nhưng vừa lúc đó dạ huyền trên đỉnh đầu thần môn đột nhiên mở ra một khắc kia mọi người chỉ cảm thấy trời tối ngẩng đầu nhìn lại rõ ràng là một đầu dữ tợn quái vật lớn đột nhiên xuất hiện chật ních hư không còn có hỗn độn chi khí đang lượn lờ quái vật lớn mò xuống dữ tợn long chảo dễ dàng liền đem hai cái hỏa long cho nghiền nát xuống, hư thần giới hai đại một trong bá chủ. Hỗn độn quỷ lão, đây, mọi người ào ào chấn động. Cái gì cấp bậc hư thần giới chi linh, từ trên người hỗn độn quỷ lão, bọn họ cảm thụ được siêu việt thập giai hư thần giới chi linh cảm. Giác, ở đây mọi người, đều là tới từ huyền hoàng đại thế giới các nơi cường giả. Hiểu biết, phi thường, liếc mắt liền nhìn ra này hỗn độn quỷ lão chỗ đáng sợ toàn bộ quét ra nơi đây dạ huyền ánh mắt yên tĩnh chậm rãi nói hỗn độn quỷ lão không nói lời nào thân hình khổng lồ cũng là đột nhiên mà phát động ầm một cái thần long bãi vĩ cơ hồ muốn đem toàn bộ nam thiên đạo trường cho đánh nát một màn kia vẫn là chúc hoài nhân cũng nhìn vô cùng lo sợ vội hạ lệnh nam đao sơn cường giả gia tăng pháp lực ổn định nam thiên đạo trường ầm cơ hồ là trong nháy mắt tại nam thiên trong đạo trường tất cả người Toàn bộ bị hỗn độn quỷ lão một kích cho quét bay đi ra ngoài, chịu hay không chịu tổn thương. Lại không nói, vốn lấy chúc hoài nhân theo như lời quy củ mà nói. Những người này đều bại vào dạ huyền tay, làm xong những thứ này. Dạ huyền trực tiếp liền đóng thần môn. Thậm chí cũng không cho những người này nhiều quan sát hỗn độn quỷ lão cơ hội, bị chấn ra nam. Thiên đạo trường sắc mặt người đều cực phi khó coi, có người thậm chí bị đánh tiên huyết cuồng phún thảm vô cùng mà có một bộ phận người lại là từ trên người hỗn độn quỷ lão cảm thụ được nguy cơ sở dĩ tuyển chọn nhường đường không có đi đón đỡ một kích kia kết thúc dạ huyền thả người nhảy một cái chính là bay trở về vị trí của mình tốt chúc tú tú lần nữa giơ ngón tay cái lên tiểu tử chiến đấu vẫn chưa xong đây tóc đỏ nam tử không có hai cái hỏa long rất tức tối lại lần nữa trở lại nam thiên đạo trường đối dạ huyền kêu gào nói dạ huyền cũng là chưa từng để ý tới người này bắt đầu chậm rãi uống rượu mảnh này giang hồ quá không thú vị cũng liền rượu tạm được đoàn công tử chiến đấu đã kết thúc chúc hoài nhân nhẹ giọng mở miệng nói lấy lúc trước quy củ mà nói bên thắng chính là dạ công tử vậy thì tốt quy củ bên trong chiến đấu coi như hắn thắng bất quá bây giờ ta muốn cùng hắn tới một hồi quy củ ở ngoài chiến đấu xin thỉnh chúc nhị gia chủ đừng chen tay vào tóc đỏ nam tử dễ nhận thấy kích khởi nhiệt lượng trầm giọng nói chúc hoài nhân không trả lời ngay tóc đỏ nam tử mà là nhìn về phía đám mây chỗ sâu nơi đó có lấy một vị mặc hỏa diễn tiên y lão nhân nhắm mắt dưỡng thần dường như toàn bộ cùng với không liên quan người này đúng là tóc đỏ nam tử tông môn trưởng bối bọn họ đến từ thiên châu đại địa đại đế tiên môn xích viêm thần giáo mà vị tóc đỏ nam tử không phải bình thường người mà là xích viêm thần giáo thần tử người này tại thiên châu trong cùng thế hệ tồn tại vô địch phong thái nguyên nhân chính là như vậy dạ huyền vừa mới xé nát hắn hai cái hỏa long để cho hắn phi thường khó chịu trận chiến này hắn đánh định tiểu bối ở giữa cãi nhau ầm ĩ đúng là bình thường mặc hỏa diễm tiên y lão nhân vẫn không có mở mắt nhưng là chậm rãi mở miệng Đồng ý chàng chiến sự này, chúc Hoài Nhân không khỏi nhìn về phía Dạ Huyền, nếu xích viêm thần. Từ bên này không có vấn đề gì, vậy phải xem Dạ Huyền đánh. Đều đánh xong, còn có cái gì tốt đánh, chúc Tú Tú nói lầm bầm, chính. Phải chính phải, thua thì thua, các ngươi không thua nổi còn đánh cái gì, nơi. Sa Tiểu Trận Hoàng cũng là cười ha ha nói, đến từ trung thổ thiên ma hải ma thiếu nhỏ giọng nói lầm bầm, đám người kia cũng là không có mắt, cái này đại ma đầu cũng dám đi trêu chọc xem. Như biết qua dạ huyền người đáng sợ. Trận chiến này cũng không có tham gia, bởi vì bọn họ đều rất hiểu. Dám tham gia đó chính là tự tìm cái chết, xích viêm thần tử ngưng mắt nhìn dạ huyền. trầm giọng nói, người phải thế nào mới đánh với ta một trận, hôm. Này trận chiến đấu này, không được nói chuyện, hắn quay về khẳng định ngủ không yên. Muốn nhất định đánh, đánh thắng hắn, dạ huyền chậm rãi mở miệng, đưa tay chỉ hướng nơi nào đó, xích viêm thần tử nhìn lại, chỗ ấy. Đứng không là người khác, đúng là tử dương thiên quân, giờ này khắc này. Tử dương thiên quân phía sau, y nguyên tồn tại cửu luân liệt dương chiếu khắp Cực điểm kinh khủng, mắt thấy dạ huyền chỉ hướng bản thân. Tử dương thiên quân ánh mắt yên tĩnh. Nhưng trong lòng là khẽ hơi trầm xuống một cái, hắn tại thần châu đại địa ti thực lực mạnh mẽ. Danh chấn thần châu thế nhưng xích viêm thần tử như thế nào người yếu trên thực tế này xích viêm thần tử tại huyền hoàng bảng trên còn còn cao hơn hắn ra hai gã với lại người này là cái loại này tứ chi phát triển đầu óc ngu xin si người dạ huyền như vậy chỉ một cái sau xích viêm thần tử trong con ngươi lóe ra tinh quang dường như thật suy nghĩ muốn đánh với hắn một trận tử dương thiên quân chậm rãi nói xích viêm đạo hữu cũng đừng lầm người này mới là địch nhân xích viêm thần tử cảm thấy tử dương thiên quân nói rất có đạo lý nhưng hắn hôm nay muốn nhất định đánh với dạ huyền một trận cái gì cũng ngăn trở không được khác cho là xích viêm thần tử chắp tay nói tử dương đạo hữu chúng ta sẽ tới một hồi thắng bại quyết đấu điểm đến đó thì ngừng như vậy ta cũng tốt hướng người này nhất chiến xin thỉnh tử dương đạo hữu phối hợp một chút tử dương thiên quân nghe vậy hơi hít mắt lại trong lòng sát ý càng sâu, hắn làm sao không biết. Đây dạ huyền vô hình phản kích tại vừa mới, hắn đem đỗ thu trạch làm thương xử. Để cho đỗ thu trạch khiêu chiến dạ huyền, mà lúc này, dạ huyền rõ ràng chính là muốn lấy đồng dạng thủ đoạn. Để cho xích viêm thần tử tới đánh với hắn một trận. Còn tuổi nhỏ, lại có như thế nào tâm tư, tương lai phải là đại địch, nhớ tới ở đây. Tử Dương Thiên Quân hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Dạ Huyền, nhàn nhạt nói, đã như vậy. Vậy chúng ta tới trước nhất chiến đi, hắn. Tuyệt đối sẽ không như Dạ Huyền mong muốn. Cùng xích viêm thần tử đánh, hắn tình nguyện trực tiếp cùng Dạ Huyền đánh, tuy là vừa mới dạ. Huyền triển hiện ra hư thần giới chi linh phi thường khủng bố. Nhưng một cái tu sĩ tổng thể chiến lược. Có thể cũng không phải một cái hư thần giới chi linh thì có khả năng cải biến, trên đám mây dạ huyền khóe miệng hơi vểnh lên ánh mắt hài hước nói có thể hắn một chiêu này có hai tầng hiệu quả tầng thứ nhất hiệu quả chính là để cho xích viêm thần tử cùng tử dương thiên quân nhất chiến tầng thứ hai hiệu quả chính là tử dương thiên quân chủ động tới khiêu chiến chính mình hắn nói lời giữ lời trước cùng côn lôn khư già trưởng giáo nói xong không ở thiên đạo trấn áp trước xuất thủ nhưng bây giờ cũng không phải là hắn chủ động xuất thủ mà là tử dương thiên quân mình ở tự tìm cái Chết, chương 1471, côn lôn thần tướng. Nhìn dạ huyền khóe miệng sợi nụ cười cùng với trong mắt hài hước. Tử dương thiên quân trong lòng hơi hồi hộp một chút. Biết mình đây trúng kế, một loại dự cảm bất tường nổi lên trong lòng. Nhưng bây giờ cũng là đâm lao phải theo lao. Chỉ có thể nhắm mắt lại, trong lòng suy nghĩ đợi lát nữa nếu như tình huống không đúng. Liền vận dụng mang theo người đại đế tiên binh, sau đó trở lại sơ ý một chút đem kia ra hỏa cho làm chết, đến lúc đó hắn chỉ cần đối ngoại giả ý biểu đạt một phen ái náy. Là có thể mặc dù sẽ quên người miệng lưỡi, nhưng diệt trừ vị này tương lai đại địch. Mới là trọng yếu nhất. Nhớ tới ở đây, tử dương thiên quân nhìn về phía Trúc Hoài Nhân. Chắp tay nói, xin thỉnh Trúc gia chủ cho ta hai người cung cấp một chỗ chiến trường, ngươi. Này không phải phúc hậu nha, xích viêm thần tử cực kỳ bất mãn mà nhìn tử dương thiên quân nguyên bản hắn tính toán đi trước xuất thủ đánh với dạ huyền một trận, có thể dạ huyền để cho. Hắn cùng tử dương thiên quân đánh, tử dương thiên quân chế diễu, đầu tiên là cự tuyệt hắn. Sau đó trực tiếp tuyển chọn đánh với dạ huyền một trận, cái này để cho hắn ai cũng không có. Phải đánh, trong lòng nghẹn khẩu khí, bất quá xích viêm thần từ cuối cùng là cái ngay thẳng. Người, cũng không có làm khó hai người, mà là chủ động rời khỏi nam thiên đạo trường làm hai người cung cấp chiến trường, chúc hoài nhân thấy song phương đều đồng ý nhất chiến. Cho là chủ động để cho người ta rời khỏi Nam Thiên Đạo Trường, to như vậy Nam Thiên Đạo Trường. Chỉ còn lại tử Dương Thiên Quân một người, tới tử. Dương Thiên Quân phía sau lơ lưỡng cửu luân tử sắc Thái Dương. Hắn phủ phiếm tại Nam Thiên Đạo Trường trên mặt đất, hai tay phụ sau. Một đôi con mắt màu tím bình tĩnh nhìn dạ huyền, nỗ lực lên, lê. Phi Huyên cùng Trúc Tú Tú đều là dạ huyền nỗ lực lên. Dạ huyền bồng bềnh hướng về Nam Thiên Đạo Trường, hai người đứng ở mặt đối lập toàn bộ Nam. Thiên Đạo Trường bầu không khí, tức khắc biến phải ngưng kết, không tiếng động va chạm. Trong bóng tối tiến hành, tại tử dương thiên quân phía sau cửu luân tử sắc thái dương. Vào giờ khắc này nhanh chóng bành trướng, theo tử dương thiên quân phía sau bay ra. Huyền phù tại nam thiên đạo trường trên bầu trời, lấy chín cực chi thế ám hợp thiên đạo, tử dương thiên quân tay áo lay động, hai tay áo run lên. Ngay sau đó hai tay kết nhất đạo pháp ấn. Từ phía trong hư không, liền có mắt trần có thể thấy tử viêm huyền phù đi ra, tử viêm diễn hóa. Trong chớp mắt liền hóa thành chín vị cao chín trượng thần tướng, hoặc mang thương, hoặc cầm kiếm, hoặc dơ đao, hoặc bóp côn. Này chín vị thần tướng cả người tử viêm bao trùm, ẩn chứa kinh khủng nhiệt độ. Đem dạ huyền vây quanh ở trung tâm, đây côn lôn quyết trong chỗ ghi chép côn lôn thần tướng, có. Thế hệ trước cường giả khẽ nói, trong mắt mang theo vẻ kinh dị. Này côn lôn quyết chính là côn lôn khư công pháp trí cao một trong. So rất nhiều đại đế tiên công còn không phàm. Này côn lôn thần tướng nghe nói cần đạt đến thiên địa đại hiền mới có thể thi triển. Không ngờ này tử dương thiên quân bất quá vừa mới bước vào đại hiền cảnh. Liền có thể thi triển ra quả thực bất phàm, côn. Lôn thần tướng A tạo thành mỗi một vị thần tướng, thực lực đều có thể so với đại hiền. Như vậy, người này so với đồng thời đối mặt 10 vị đại hiền, làm sao đánh, có. Người nói như vậy, mà vốn cảm thấy phải dạ huyền tất thắng tiểu trận hoang đám người. Nữa nghe lời như vậy sau, trong lòng cũng không nhịn được lo lắng, thời gian lại có kinh người. Như vậy công pháp, một thức này côn lôn thần tướng tương đương với lăng không tạo nên 9 vị đại hiền cảnh cường giả, đối mặt 10 vị đại hiền. Cảnh, chỉ sợ là thiên đạo hiền cùng thiên địa đại hiền cũng phải nhường đường, dạ huyền nhìn. 9 vị côn lôn thần tướng nổi lên. Ánh mắt yên tĩnh, này tử dương thiên quân thiên tư tuy bất phàm. Nhưng ở vạn cổ tuế nguyệt trong, dạ huyền thấy ngày khác kêu rất là nhiều. Loại nào yêu nghiệt chưa từng thấy qua, chỉ dựa vào này 9 vị côn lôn thần tướng. Thật đúng là không tư cách nhường hắn than thở thái sơ hồng mông nguyên thủy đạo quyết một cách tự nhiên vận chuyển lên tới từng cổ một tinh. Thuần không gì sánh được thái sơ hồng mông nguyên thủy đạo lực ở trong người lưu chuyển không? Thở, cùng lúc đó, thái dương tiên thể lực lượng đột nhiên kích thích ra, dĩ nhiên y nguyên chỉ là nửa bước giai đoạn đại thành. Nhưng lực lượng cũng là tại thiên đạo trấn áp lần nữa buông lỏng về sau một lần bạo tăng, này. Dạ huyền phẳng phất hóa thân là một vòng độc nhất vô nhị thái dương phóng xuất ra sáng rực thần uy, dĩ nhiên là lấy sức một mình. Vượt trên cửu luân tử sắc thái dương. Đây, khi cảm ứng được dạ huyền trên thân cái này khí tức kinh khủng thời điểm. Ở đây không ít thế hệ trước cường giả ảo ảo biến sắc, chẳng biết tại sao, vào giờ khắc này. Bọn họ đều là nghĩ đến mấy chữ tiên thể. Người này, dĩ nhiên là tiên thể. Lại không nói bên ngoài sân bọn họ, trên sân tử dương thiên quân vào giờ khắc này thình lình là cảm thụ được một cổ khó có thể hình dung áp lực cái loại cảm. Giác này, phảng phất như là dê thấy lang một dạng, chuỗi thực vật đẳng cấp áp chế. Người này thể chất, tử dương thiên quân trong con ngươi lóe ra vẻ chấn động bản thân hắn. Chính là tử dương thánh thể đại thánh. Chính là thế gian rất cực hạn thánh thể một trong, đối phương thi triển ra lực lượng lại có thể. Chế trụ hắn, điều này nói rõ cái gì? nói rõ đối phương thể phách còn ở phía trên hắn mà thánh thể trên chỉ có tiên thể tử dương thiên quân mặt biến sắc phải cực kỳ khó coi tại xuất thủ trước hắn hoàn toàn không có nghĩ qua vấn đề này dù sao tiên thể rất có thể là mấy cái thời đại đều sẽ không xuất hiện một cái và lại tại một thế này hắn đã sớm biết tiên thể đã xuất hiện hắn khí tức cùng tương truyền trong cố trường ca rất giống nhau chẳng lẽ chính là hắn cố trường ca? Tử Dương Thiên Quân hí mắt ngưng mắt nhìn dạ huyền. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên là không dám tùy tiện xuất thủ, xem như côn lôn khư cường giả. Hắn biết rõ, thế gian này tồn tại một ít ấn thế không ra trường sinh thế gia, loại này trường. Sinh thế gia, có thể nửa điểm không so đại đế tiên môn yếu, mà cố ra. Chính là như vậy trường sinh thế gia, lại tại cố gia trong, có một vị tiên thể tồn tại. Tên cấu trường ca tuy là chưa thành cùng với đã từng quen biết. Nhưng Song Phương đã sớm coi là đối thủ, sở dĩ khi nhìn đến Dạ Huyền bày ra Thái Dương Tiên Thể lúc, Tử Dương Thiên Quân cảm giác mình đầu óc có chút không đủ dùng, Dạ Huyền cũng mặc kệ Tử Dương. Thiên Quân sẽ ra sao, thân thể hơi cong như liệp báo bắt mồi. Đột nhiên bắn ra, xông thẳng Tử Dương Thiên Quân. Ầm, Tử Dương Thiên Quân không kịp nghĩ nhiều, vung tay lên, liền thấy hai vị tiếp cận gần nhất côn lôn thần tướng đột nhiên xuất thủ hai người đồng thời hướng dạ huyền sở tại địa phương xuất kích trong một vị côn lôn thần tướng bóp côn quét ngang một vị khác côn lôn thần tướng dơ đao trẻ dọc đều là đơn giản nhất thủ đoạn nhưng thẳng thắn thoải mái tại cộng thêm côn lôn thần tướng thực lực bản thân chỗ bộc phát ra lực lượng có thể nói là chấn động toàn trường thình thịch nhưng mà, hai vị côn lôn thần tướng công kích đều thất bại, dạ huyền trong khoảnh khắc đó đột. nhiên ra tốc, lướt qua vùng hư không đó. Tiếp tục lấn người áp gần, tử dương thiên quân mắt thấy dạ huyền muốn cận thân nhất chiến. Lại liên tưởng đến dạ huyền thế nhưng chính là cố trường ca giả trang. Cho là lần nữa kéo ra thân hình. Không cùng dạ huyền đánh nhau chính diện nếu như dạ huyền thực sự là cố trường ca nói. Như vậy hắn tuyệt đối không thể cận thân nhất chiến, bất kỳ thể phách. Tại tiên thể phía trước cũng sẽ bị trấn áp gắt gao, đến lúc đó căn bản không có phương pháp đánh trả, đến lúc đó thật có thể muốn thua. Chương 1472, Dạ Huyền. Ầm ầm, kèm theo Dạ Huyền động tác toàn bộ Nam Thiên Đạo Trường bầu trời. Phẳng phất đột nhiên hạ xuống, mà đang ở nhanh chóng lùi lại Tử Dương Thiên Quân. Cũng là vào thời khắc ấy thân hình đình trệ, cả người không bị khống chế phun ra một ngụm tiên huyết thần sắc ủ rũ vừa mới trong nháy mắt đó hắn chỉ cảm thấy cả tòa thương thiên đều đặt ở trên vai hắn dường như muốn đem cả người hắn đều đè thành mảnh vụn nếu không phải hắn có đại thành tử dương thánh thể chỉ sợ vẫn thật là là gặp trong đây mặc dù như vậy tử dương thiên quân cũng bị chấn động không nhẹ hắn ngắm nhìn nơi xa khóe miệng mang theo châm biếm dạ huyền ánh mắt lạnh lùng xuống tới ngươi là cố trường ca tử dương thiên quân không có trực tiếp hỏi mà là lấy truyền âm phương thức nói dạ huyền cũng là không để ý đến tử dương thiên quân cố trường ca hắn chưa nghe nói qua nhưng không trở ngại dạ huyền đoán được người này là ai đơn giản chính là lúc trước phiền hồng sơn cùng hắn trong lúc nói chuyện với nhau vị kia cùng hắn một dạng có thái dương tiên thể vị này cố trường ca hơn phân nửa là thời đại này thiên tuyển người bất quá dạ huyền chưa bao giờ là thiên mệnh trong người nhưng hắn có thể nghịch thiên cải mệnh, bản thân hắn có đạo thể. Chính là ngự trị tại Cửu Đại Tiên Thể trên tồn tại, chỉ là theo thực lực càng cường đại. Dạ Huyền liền càng ít vận dụng đạo thể lực lượng, hôm nay thi triển ra đạo thể thực lực. Không có ai biết mạnh mẽ đến mức nào, chỉ có Dạ Huyền biết, đây Dạ Huyền một tay bài. Đồng thời cũng là vì phòng ngừa Táng Đế chi chủ có hậu thủ gì, đến hiện tại Dạ Huyền luôn cảm thấy táng đế chi chủ còn có khác hậu thủ, Dạ Huyền cũng bắt đầu ẩn núp bàn. Thân rất nhiều thủ đoạn, bài chứ sao, cuối cùng là giấu ở sau cùng, lúc bình thường. Cơ bản không có vận dụng, ngươi không nói bản tọa cũng hiểu rõ. Thế gian này chỉ có một cái thái dương tiên thể, chỉ có ngươi cố trường ca mới có. Tử dương tiên quân thấy dạ huyền không nói lời nào. Chính là hừ lạnh một tiếng truyền âm nói, này. Từ dương thiên quân đã là triệt để nhận định dạ huyền chính là cố trường ca dù sao tại hắn trong nhận thức biết không có khả năng có thứ hai tôn thái dương tiên thể tồn tại chỉ là tử dương thiên quân tuyệt không hiểu vì sao cố trường ca không thể lấy chân diện mục bày tỏ mà là tuyển chọn giả trang thành cái này cái gọi là dạ huyền hơn nữa còn là hắn tiểu sư muội nhi tử đây hết thảy có cái gì rất không đúng nhưng tiên thể duy nhất tính chất vẫn để cho Tử Dương Thiên Quân tin tưởng Dạ Huyền chính là Cố Trường Ca, không thể không nói. Có đôi khi một người hiểu biết liền có thể chứng nhận người này ở đâu cái độ cao. Tình khiết gặp thức mà nói, Dạ Huyền cúi đầu. Thậm chí đều nhìn không thấy Tử Dương Thiên Quân tại chỗ đó, quá nhỏ bé đây, người. Vô tri khẳng định lời, lộ ra càng buồn cười, Dạ. Huyền nhẹ giọng nói thầm, sau một khắc Dạ Huyền ngẩng đầu nắm đấm, dương kích ra ầm ầm một cái thái dương tiên quang biến thành chân long theo một quyền kia trong bay ra đầy trời long ngâm đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết long quyền có thể dạ huyền này thuận tay một quyền cũng là để cho thương khung đám mây trên những lão quái vật kia kinh hãi bọn họ đều là phi thường có hiểu biết người dạ huyền chỗ thi triển ra chiêu thức ở trong mắt bọn hắn đó chính là trong truyền thuyết long quyền nghe đồn này long quyền chính là một vị đại đế quan sát chân long tại vũ trụ trong độ kiếp mà sáng tạo ra đại đế thần thông về sau tu luyện long quyền đại đế đã ở liên tục hoàn thiện chỉ tiếc long quyền từ trước đến nay cũng không có xác thực truyền thừa tại tu luyện giới trong rất nhiều người đều muốn bản thân tu luyện quyền pháp mệnh danh là long quyền trên thực tế cùng chân chính long quyền khác khá xa ầm tại mọi người kinh hãi trong lúc cái kia thái dương tiên quang biến thành chân long vào thẳng hướng tử dương thiên quân tử dương thiên quân lần này cuối cùng là không có cách nào nữa tránh né lần nữa gọi một cái cầm kiếm côn lôn thần tướng cùng chân long chém giết ta xem ngươi có thể ngăn trở mấy lần dạ huyền chậm rãi mở miệng giơ tay lên lại là một trưởng đánh ra không trung tức khắc vang lên một tiếng xuyên kim nứt đá tiếng kêu to ngay sau đó tại mọi người chấn động trong con mắt liền thấy một cả người đắm chìm kim quang ba chân thần điểu bay lên trời kim ô đây trong truyền thuyết cổ xưa sinh linh kim ô pháp đầy kim ô pháp lại có người kinh hô tử dương thiên quân ánh mắt lạnh lùng hai tay liên tục kết ấn từng tôn côn lôn thần tướng sông lên trong một cái côn lôn thần tướng sông về tam túc kim ô có bốn tôn thủ hộ tại hắn bên cạnh mặt khác ba vị lại là chủ động thẳng hướng dạ huyền nếu như tiếp tục tiếp tục như thế hắn sẽ luôn luôn ở hạ phong không cách nào phản kích muốn nhất định chủ động xuất kích đối mặt ba vị có thể so với đại hiền cảnh côn lôn thần tướng, không chút nào hoàng. Lục tục đánh ra một ấn, chỉ một cái, một khuỷu tay, ba chiêu ra. Liền thấy không chung lại là xuất hiện ba loại cổ xưa sinh linh, phượng hoàng. Thao thiết, cùng kỳ, tất cả quái vật tại dạ huyền trong tay diễn hóa ra tay, đây cũng không phải là dạ. Huyền bản thân diễn hóa, mà là dạ huyền thần thông diễn hóa. Bởi vì, này chút thần thông đều là là thoát thai từ những thứ này cổ xưa sinh linh, lần này. Ở đây quan chiến người đều là triệt để chấn động, bọn họ ào ào đang suy đoán dạ huyền lai lịch. Vì sao trên người một người, cùng lúc nắm giữ long quyền, kim ô pháp. Phượng Hoàng Ấn cùng kinh khủng thần thông, phải biết. Hiện nay phía trên rất nhiều đại đế tiên môn trong. Cũng không có như vậy thần thông, bởi vì. Này chút thần thông đều là thoát thai từ những thứ này cổ xưa sinh linh rất khó có người tu ra nửa đường ý tới, và lại có loại này cổ xưa thần thông truyền thừa. Tại chư thiên vạn giới mà nói, vậy cũng là lông phượng và sừng lân. Này, mỗi người đều đang suy đoán. Này dạ huyền chẳng lẽ là một cái cực cổ xưa truyền thừa truyền nhân hành tẩu vu thế, liên tưởng Đến trước dạ huyền đủ loại, bọn họ không khỏi có như vậy phỏng đoán, bất quá cũng không phải. Tất cả mọi người nghĩ như vậy, có người tuyển chọn trực tiếp đi thăm dò trúc gia dạ huyền đúng là lai lịch gì, Trúc Gia đương nhiên sẽ không quá nhiều tiết lộ. Chỉ nói dạ huyền kêu dạ huyền, đến từ dạ ra, ở rể hoàng cực tiên tông, dạ. Huyền, danh tự này làm sao cảm giác quen thuộc như vậy, có người khẽ nói, ta. Nghĩ ra rồi, lúc trước lời đồn giết chết đế tướng Chu Hoàng người. Không phải là kêu dạ huyền sao, chẳng lẽ chính là hắn, nghĩ. Tới cái này sau, có người bị sợ giật mình, Chu Hoàng chết lúc đó tại huyền hoàng đại thế giới, thế nhưng chấn động không ít người, chẳng ai nghĩ tới. Nữ đế bộ hạ thập đại đế tướng một trong chu hoàng. Vậy mà sẽ bị người giết chết, mặc dù chu hoàng chính là thập đại đế tướng trong yếu nhất tôn. Tại, nhưng cuối cùng là một vị đế tướng. Bản thân cảnh giới ít nhất đều là chuẩn đế cấp bậc tồn tại, nhân vật như vậy. Là thế nào tử, khi đó, liền có rất nhiều người đem dạ huyền danh tự này nhớ kỹ, chỉ là chẳng ai nghĩ tới ở đây ở trên đè ép tử dương thiên quân đánh người lại chính là dạ huyền cơ hồ tại trước tiên những lão quái vật này chính là hướng tông môn đưa tin muốn cầu lập tức bắt được liên quan tới dạ huyền toàn bộ tin tức những người này chỗ tông môn đều là cực cổ xưa đại đế tiên môn tình báo thủ đoạn nhất lưu cũng không lâu lắm bọn họ liền nhận được tin tức dạ huyền chính là giết đế tướng vị kia dạ huyền trừ cái đó ra còn có người nhận được một cái kinh khủng tin tức, Chư Thiên Vạn Giới Sơn Thần Đạo. Chư Thiên Vạn Giới thành hoàng miếu Tam Ti, tất cả đều nghe hiệu lệnh hành sự. Chương 1473, so với ai khác bá đạo. Điều đó không có khả năng. Nhìn Dạ Huyền đủ loại thủ đoạn, Tử Dương Thiên quân mặt biến sắc phải càng khó coi, chín loại hoàn toàn khác biệt thần thông. Trực tiếp ngăn lại chín vị có thể so với đại hiền Côn Lôn thần tướng, này là cỡ nào cường đại. Thủ Đoạn không có gì là không có khả năng dạ huyền lăng không hàng lâm đến tử dương thiên quân trước người hữu trưởng lặng yên không một tiếng động lay động tại tử dương thiên quân vùng đan điền tử dương thiên quân con ngươi đột nhiên co rụt lại hắn thậm chí cũng không thấy dạ huyền lúc nào qua đến tử dương thiên quân vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới dạ huyền có tứ đại tiên thể lại thêm đạo thể thái dương tiên thể trước kích thích ra chỉ là mê hoặc tử dương thiên quân thôi mà ở vừa mới dạ huyền vận dụng hư không tiên thể lực lượng trong nháy mắt giá lâm căn bản không cho tử dương thiên quân phản ứng thời gian trên thực tế muốn tiêu diệt một cái tử dương thiên quân đối với dạ huyền mà nói bất quá là trong nháy mắt ở giữa sự tình bất quá dạ huyền cũng không tính liền trực tiếp như vậy giết chết hắn nhiều không thú vị một trưởng lay động tại tử dương thiên quân vùng đan điền thái sơ hồng mông nguyên thủy đạo lực rót tử dương thiên quân bên trong trong nháy mắt đó tử dương thiên quân phẳng phất phát dê điên điên một dạng té xuống đất điên cuồng giật giật thiên khung trên cửu luân tử sắc thái dương nhanh chóng phai nhạt chín vị côn lôn thần tướng cũng trực tiếp bị đánh tan xuống tử dương thiên quân trên mặt đất điên cuồng giật giật chỉ cảm thấy cả người đau nhức không gì sánh được này làm cho hắn chán nổi gân xanh lên hai mắt đỏ trói hắn đang cật lực chịu nhịn thống khổ tử dương thiên quân một màn kia tức khắc để cho tử dương thiên quân tùy tùng sắc mặt đại biến mà xích viêm thần tử đám người lại là thần sắc ngưng trọng cả chàng chiến đấu hai người căn bản không có chính diện va chạm cơ bản cũng là như vậy một chút liền kết thúc chiến đấu một trưởng kia đến ẩn chứa thế nào lực lượng bọn họ không có ai biết bất quá theo tử dương thiên quân phản ứng đến xem một trưởng này lực lượng tuyệt đối phi thường đáng sợ dừng tay cũng là vào lúc này, đám mây trên Côn Lôn Khư vị trí chỗ, một ông lão trầm giọng một tiếng. Hàng Lâm đến từ Dương Thiên Quân trước người, lạnh lùng nhìn về Dạ Huyền, trầm giọng nói: "Thắng bại chi chiến, như thế nào dưới như vậy ngoan thủ? Mẹ kiếp các ngươi Côn Lôn Khư người không biết xấu hổ như vậy sao tiểu? Trận Hoàng Nguyên bản tại kích động tại Dạ Huyền thành công." Lúc này thấy Côn Lôn Khư người xuất đầu, tức khắc nổi giận mắng: đúng vậy thua liền thua lại vẫn không biết xấu hổ như vậy đây chính là thần châu côn lôn khư tại đông hoang không ít dạ huyền người quen cũng đều là mở miệng làm dạ huyền bất bình dùm chứ vị có cái gì dị nghị tương lai có thể tự đi ta côn lôn khư nói nhưng bây giờ ta hy vọng chư vị không cần nhiều lời côn lôn khư lão nhân quét mắt một vòng lạnh lùng nói cực bá đạo không đến từ côn lôn khư hắn thật có tư cách này tự cao thần châu côn lôn khư chính là huyền hoàng đại thế giới rất cổ xưa truyền thừa một trong thế lực khổng lồ tự liền không ít đại đế tiên môn đều khó cùng sánh vai dạ huyền nhìn vị lão nhân này khẽ mỉm cười nói các ngươi côn lôn khư trưởng giáo cũng không dám ở trước mặt ta nói những lời này ngươi rất dũng nha lão nhân ánh mắt u ám lạnh lùng nhìn dạ huyền lãnh đạm nói những thứ này cuồng ngôn thì đừng nói mau mau tháo ra thi triển tại tử dương thiên quân trên thân chú ấn bằng không tự gánh lấy hậu quả thế gian này ta côn lôn khư muốn giết người không có ai ngăn được ta hy vọng ngươi có thể hiểu điểm này lão nhân rất ngông cuồng bởi vì lão nhân chính là một cái so chúc hoài nhân mạnh hơn thiên địa đại hiền dạ huyền triển hiện ra thực lực tuy phi thường đáng sợ nhưng ở lão nhân nhìn lại cũng liền như vậy hắn muốn giết cái này dạ huyền dễ như chờ bàn tay vậy ngươi có biết ta muốn giết người cũng không có ai ngăn được dạ huyền cười ha hả nói ta chỉ cho ngươi ba cái thời gian lão nhân cũng là không để ý đến dạ huyền mà là nhô ra ba ngón tay chậm rãi cúi xuống một ngón tay cũng nói một dạ huyền thu lại vui vẻ bình tĩnh nhìn lão nhân lão nhân đồng dạng nhìn dạ huyền ánh mắt dần dần dại ra theo sau tan giả dạ xuống tới không có bất kỳ dấu hiệu lão nhân chậm rãi té xuống đất còn lại hai ngón tay còn không có cúi xuống tới mà lão nhân còn lại hai cái mấy cái cũng vĩnh viễn không nói ra được thật sự cho rằng ta đùa giỡn với ngươi đây dạ huyền chậm rãi nói tình huống gì một màn kia cũng là để cho người ở tại chàng đều là sững sờ vị lão quái này vật làm sao thình lình gục xuống uông chính thiên thật chết trên đám mây có một vị đồng dạng là thiên địa đại hiền lão quái vật ánh mắt ngưng trọng không gì sánh được nhẹ nói uông chính thiên đúng là ngã vào dạ huyền phía trước vị lão nhân kia người này là côn lôn khư thái thượng trưởng lão cũng là thuộc về tử dương thiên quân nhất mạch người trước dạ huyền đi côn lôn khư thời điểm người này vẫn chưa hiện thân sở dĩ người này cũng không biết dạ huyền tại côn lôn khư làm sự tình càng không biết dạ huyền vừa mới theo như lời câu kia các ngươi côn lôn khư trưởng giáo cũng không dám nói chuyện với ta như vậy là thật bằng không nói, này Uông Chính Thiên cũng sẽ không tại dạ huyền kiêu ngạo, hôm nay rơi xuống. Cái bị dạ huyền đế hồn khẽ động liền miểu sát kết quả, sau một cái thảm tự, chuyện này. Bất quá khi nhìn đến một màn kia sau. Trúc Hoài Nhân cũng là có chút tê cả ra đầu, này Uông Chính Thiên là một vị uy tín lâu năm. Thiên địa đại hiền, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. So với hắn còn phải cường đại hơn nhiều, chỉ có như vậy một vị cường già lại bị dạ huyền cho miểu sát, mấu chốt nhất là chết ở bọn họ Nam Đao Sơn Trúc Gia Nam Thiên Đạo Trường. Này mới khiến Trúc Hoài Nhân chân chính tê cả ra đầu địa phương, đây nếu là xử lý không tốt. Chỉ sợ ở cùng côn lôn khư vạch mặt A, à. dạ công tử, Trúc Hoài Nhân chỉ có thể là kiên trì xuất hiện tại dạ huyền phía trước, cười khổ nói. Này tử dương thiên quân liền đừng giết đi, lại giết côn lôn khư phải tìm ta nam đao sơn phiền toái, dạ. Huyền cười nhạt một tiếng nói, đến lúc đó côn lôn khư chất vấn lên, ngươi lời ngay nói thật. Nếu như hắn côn lôn khư có nửa điểm không nhịn được ý tứ. Vậy ta vậy thì một chuyến côn lôn khư, chúc. Hoài nhân nghe vậy, do dự một chút. Cuối cùng vẫn tuyển chọn tránh ra, chuyện này chung quy cùng hắn không có quan hệ gì, dù sao. Trận chiến đấu này bản thân liền là tử dương thiên quân bản thân khơi màu, lại có là thành. Như Dạ Huyền chỗ nói, đến lúc đó Côn Lôn Khư chất vấn lên, hắn cũng là nói Dạ Huyền làm. Cùng Nam Đao Sơn không có bất cứ quan hệ gì, đến lúc đó Dạ Huyền tự nhiên sẽ cùng Côn Lôn Khư. Xử lý chuyện này, lấy Dạ Huyền cùng Hắc Đao Môn quan hệ. Chỉ sợ Côn Lôn Khư bên kia cũng không tiện vạch mặt và lại này tử Dương Thiên Quân thân phận. Chấm chấm chấm, cùng Hắc Đao Môn bên kia còn có một khoản nợ cũ đây, chen tay vào là không có khả năng chen tay vào, vừa mới chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu hỏi một câu. Chính là vì để cho Dạ Huyền nói ra câu nói kia tới, chúc Hoài Nhân liền yên tâm, hiện tại Dạ Huyền coi như đem Tử Dương Thiên Quân băm thành tám mảnh. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không nói một chữ, không, Dạ Huyền nhìn trên mặt đất vẫn còn ở giật giật. Tử Dương Thiên Quân cười ha hả nói, quả nhiên là Tử Dương cổ môn Dương Nhiệt à. Tử Dương Thiên Quân hai mắt đỏ chói, gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Huyền, người đúng là ai? Chương 1474 Tử Dương Cổ Môn. Người đúng là ai? Tử Dương Thiên Quân gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Huyền, Dạ Huyền tại Tử Dương. Thiên Quân phía trước ngồi xổm xuống, mắt nhìn xuống Tử Dương Thiên Quân, nhàn nhạt nói: Biết Tử Dương Cổ Môn là bị ai diệt sao, tử? Dương Thiên Quân cực kỳ phẫn nộ, nhưng lại nói không ra lời. Hắn hiện tại chính được dày vò, hắn làm sao không biết Tử Dương Cổ Môn vì sao mất đúng là cái kia kêu Hắc Đao môn thế lực đem Tử Dương Cổ Môn huyết tẩy, toàn bộ Tử Dương Cổ Môn không ai sống sót, hắn là bị sớm đưa đi, bị cất giấu đi mãi đến 200 năm trước mới bị Côn Lôn Khư đánh thức qua đến, thu làm đệ tử, những ký ức này theo bái nhập Côn Lôn Khư thời điểm Hắn liền bị sư tôn cho phong ấn, mãi đến hắn đột phá đến đại hiền cảnh mới tháo ra đây hết thảy. Trên người hắn cõng theo huyết hải thâm cừu, chính vì vậy. Hắn mới bộc phát muốn nắm giữ côn lôn khư, đến lúc đó mượn côn lôn khư lực lượng báo thù, nhưng ở dạ huyền trên thân. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới việc này, bởi vì Tử Dương Thiên Quân căn bản không rõ ràng dạ huyền. Cùng Hắc Đao môn liên hệ, lại khéo là ta phái người diệt dạ. Huyền nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm bạch hàm răng. Ánh mắt lạnh lùng kéo xuống nụ cười. Để cho Tử Dương Thiên Quân linh hồn bị Hàn Ý bao phủ, chỉ là Tử Dương Thiên Quân căn bản không biết Dạ Huyền đang nói cái gì, không có ai biết năm đó phát. Sinh ở Đạo Châu trung thổ cái cọc thảm án bởi vì sao, chỉ biết là lúc đó Tử Dương cổ môn cử hành một hồi lớn thịnh hội, Đạo Châu ngũ đại vực có uy tín danh dự nhân vật đều đi, sau đó chứng kiến tử dương cổ môn bị hắc đao môn nhất nhân chảm diệt chỉ vì tại tử dương cổ môn sơn. Môn trên, tồn tại một cái nghịch cừu phù lệnh. Này mai nghịch cừu phù lệnh, để cho tử dương cổ môn triệt để hủy diệt, nhưng đến là bởi vì cái. Gì, không có ai rõ ràng, chỉ có năm đó bỏ lại nghịch cừu phù lệnh dạ huyền nhất thanh nhị sở. Còn như duy nhất sống sót tử dương cổ môn người tử dương thiên quân, dạ huyền không biết cũng không ở tử tựa như hôm nay như vậy, ngươi sống sót thì như thế nào, ngươi xuất hiện ở trước mặt ta, ta liền chém ngươi, trên thực tế lần trước côn lôn khư gặp nhau thời điểm. Dạ huyền liền nhìn ra này tử dương thiên quân chính là tử dương cổ môn để lại. Chỉ bất quá dạ huyền vẫn chưa cùng vị kia lão trưởng giáo nói cái gì, đây côn lôn khư cùng tử. Dương cổ môn trong nhân tình thế sự. Không cần hỏi nhiều, một lần kia dạ huyền cho lão trưởng giáo một bộ mặt. Không giết Tử Dương Thiên Quân, bất quá lần này, đó là phải giết, ở trước đó. Dạ Huyền còn muốn làm một chuyện tình, đừng chịu đựng, nhanh chóng bạo phát đi, dạ. Huyền vừa cười vừa nói, tiếng nói rơi xuống. Vẫn còn ở trên mặt đất giật giật Tử Dương Thiên Quân. Phảng phất hồi quang phản chiếu đồng dạng, mặt mang hồng quang, không còn có trước thê thảm. Thậm chí bên trong còn có một cổ sức mạnh mạnh mẽ tại sinh sôi đi ra, làm cho Tử Dương Thiên. Quân khí tức tăng vọt dạ huyền cười rất sáng rực đám mây trên mọi người rất chấn động cơ hồ là trong nháy mắt liền có người thất thanh kêu lên là tử dương cổ môn đại đế tiên môn tử dương thiên bàn nhất là đến từ đạo châu các đại thế lực đều là kinh ngạc không thôi chẳng ai nghĩ tới này tử dương thiên quân trên thân dĩ nhiên cất giấu như vậy bảo bối không khỏi mọi người nhớ tới năm đó đối tử dương thiên quân suy đoán khi đó mọi người đều đang suy đoán có tử dương thánh thể tử dương thiên quân chính là tử dương cổ môn để lại chỉ là có phụ trách suy tính thiên cơ cường giả nói tử dương thiên quân chính là thần châu bàn thổ nhân sĩ này mới khiến lời đồn ngăn lại nhưng ai nào biết vị kia cái gọi là suy tính thiên cơ cường giả thật chính là côn lôn khư lão trưởng giáo hiện nay tử dương thiên quân sau cùng bạo phát cũng tuyên cáo năm đó lời đồn thật chính là chân tướng ầm Tử Dương Thiên bàn theo Tử Dương Thiên quân bên trong bay ra, bao phủ chư thiên. Vọt thẳng phá đạo châu chói buộc. Sông thẳng huyền hoàng đại thế giới sâu trong vũ trụ Tử Dương Thiên quân biến mất ở Nam Đao. Sơn trong, lúc xuất hiện lần nữa sau. Đã là tại trung thổ thần châu Tử Dương cổ môn địa chỉ cũ vùng trời, quan sát mảnh y nguyên. Hoàng vắng đại đế, Tử Dương Thiên quân trong lòng bi thương, sư môn, ta trở về, chỉ là không nghĩ tới, sẽ là lấy phương thức như vậy trở về, tử dương thiên quân sầu não một phen sau. Trong mắt hiện ra kinh người sát cơ, hắn không biết dạ huyền làm sao sẽ biết thân phận của hắn. Cũng không biết dạ huyền sau cùng lời nói kia là có ý gì, nhưng bất kể như thế nào. Hắn hôm nay muốn nhất định đem dạ huyền giết chết, không tiếc bất cứ giá nào. Nam Đào Sơn trong, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, chúc hoài nhân nhìn mặt mang vui vẻ dạ huyền trong lòng khẽ động hướng về phía đám mây trên mọi người chắp tay nói các vị đạo hữu lần này nam đao sơn thịnh hội đến đây kết thúc trừ vị nếu như muốn lưu ở nam đao sơn ta nam đao sơn cũng hoan nghênh sau đó dạ huyền cùng tử dương thiên quân chiến đấu chắc chắn sẽ không tại nam đao sơn nam đao sơn cũng có thể mượn lừa xuống dốc đem chuyện này quăng rõ ràng mà người khác dễ nhận thấy cũng không có tâm tư tại nam đao sơn chờ lâu, cho là ào ào từ biệt. Sớm chạy tới đạo châu trung thổ quan chiến, nay thiên tuyệt đúng là một hồi vở kịch A. Rất xa thần châu đại địa, côn lôn khư, phía sau núi, kỳ lân nhai, côn lôn khư lão trưởng. Giáo quần áo áo bào cho, ngồi xếp bằng ở bên vách đá. Tại trong mây thả câu, cảm thụ được cái này đến từ đạo châu khí tức quen thuộc. Lão nhân không có nhìn, lão nhân ánh mắt yên tĩnh, nhẹ giọng lẩm bẩm vi sư che chở ngươi một thời, cũng chỉ có thể che chở ngươi một thời, có mấy lời. Người thích nghe, vi sư cũng không cách nào. Thạch Lâm Huynh, người ân tình, ta cũng coi như còn xong, Thạch. Lâm, tử dương cổ môn sống mấy triệu năm lão tổ, bất quá tại tử dương cổ môn hủy diệt lúc. Người này cũng chết, lúc đó, Thạch Lâm đem tử dương thiên quân giao cho hắn. Để cho hắn làm tử dương cổ môn bảo lưu một chút huyết mạch, lúc đó cũng đã là côn lôn khư trưởng giáo hắn cũng không có nói gì xuất thủ tương trợ thạch lâm bởi vì hắn biết rõ tử dương cổ môn hủy diệt hắc thủ sau màn đúng là dạ đế dạ đế muốn làm sự tình hắn nào có tư cách đi ngăn trở cho là đáp ứng thạch lâm lưu lại tử dương thiên quân hắn đã qua tận lực đang bảo vệ tử dương thiên quân có thể từ nơi sâu xa tự định số ai cũng sẽ không nghĩ tới tại mặt pháp thời đại kết thúc thời điểm Dạ đế sẽ lấy tự mình Đồ Nhi Côn Lôn thành nữ con trai của Khương Dạ thân phận. Xuất hiện tại Côn Lôn khư trong, một khắc kia lão nhân liền cảm khái. Có lẽ thế gian này rất nhiều chuyện đã được quyết định từ lâu, lại hoặc là nói, Dạ đế nếu muốn tiêu diệt Tử Dương Cổ Môn, cũng sẽ không lưu nửa điểm cơ hội, tựa như hôm nay như vậy. Tử Dương Thiên Quân chú định sẽ chết trên thực tế tại trúc gia phát ra lúc mời sau lão nhân liền để cho người khác đi, nhưng tử dương thiên quân cố ý muốn đi đạo châu. Nói là muốn nhìn một chút đạo châu mới xuất hiện vị thiên tài kia, lão nhân chỗ nào không biết. Vị kia mới xuất hiện thiên tài là ai? Đó không phải là dạ đế sao, mà tử dương thiên quân cố ý đi đạo châu. Trừ tham gia trúc tú tú giác tỉnh nghi thức ở ngoài. Tối trọng yếu là đi tử dương cổ môn địa chỉ cũ, rất lâu, lão nhân cầm trong tay cần câu đề xuống, hai tay trống ở phía sau, thân hình khẽ nhách, nghiêng nhìn thương thiên. Tự lẩm bẩm thế gian toàn bộ, tự định số nhà, ta ngươi thầy trò duyên phận đã hết là thời điểm để cho tiểu khương dạ trở về. mươi 1475, thuấn sát, lão nhân cầm trong tay cần câu để xuống, hai tay trống ở phía sau, thân hình khẽ nhách. Nghiêng nhìn thương thiên, tự lẩm bẩm thế gian toàn bộ, tự định số nhà, ta. Người thầy trò duyên phận đã hết, là thời điểm để cho Tiểu Khương dạ trở về, lão. Nhân dĩ nhiên là hừ lên tiểu Khúc, không một chút nào thương tâm hình dạng, giống như lập tức sẽ bị giết không phải hắn đồ đệ. Trên thực tế, lão nhân thật cũng rất lưu ý Tử Dương Thiên Quân, bất quá tại Tử Dương Thiên. Quân ly khai Côn Lôn khư, muốn đi đạo Châu một khắc kia. Lão nhân thật cũng đã quên đi tất cả, mà ở vừa mới hắn đã qua là đem tử dương thiên quân làm thành là người qua đường hắn mấy năm nay đã đầy đủ che chở tử dương thiên quân cho dù hắn thương yêu nhất tiểu đồ nhi khương dạ cũng không có thụ đến như vậy thiên vị chỉ tiếc có ít thứ trung quy không phải ngươi muốn thế nào thì có khả năng thế nào có lẽ đây hết thảy đều là chú định lão nhân sống lâu như thế tự nhiên cũng có thể đã thấy ra lão nhân khẽ hát lấy ra một tờ giấy trắng sau đó ngắt một hạt giấy, hướng về phía hạt giấy nhẹ nhàng a hát khẩu khí, sau một khắc, hạt giấy. Trực tiếp hóa thành một đầu tiên hạc đập cánh bay cao, cũng như một vệt sáng sơ suất mấy. Ngày nữa thì có khả năng thấy tiểu đồ nhi, mặt khác cái kia kêu dạ minh thiên đồ con rể. Cũng nên cho ta cái này khi sư tôn kính chén trà tính. Toán một lớp dạ đế cảm giác thật sự sảng khoái, lão. Nhân hôm nay càng vui vẻ, côn lôn khư vĩnh viễn lồng giam không ai tiến vào được, Khương Nhã tại sao có thể vào, dạ Minh Thiên tại sao có thể vào. Còn có thể mang đi Khương dạ, ha ha, đó không phải là lão nhân thủ đoạn à, lão nhân vẫn không. Phải muốn cho Khương dạ cùng dạ huyền gặp nhau, sở dĩ để cho dạ Minh Thiên đem mang đi. Hiện nay lại đem bọn họ gọi trở về, cho bọn hắn một cái thân phận chân chính, mấy năm nay. Cũng là khổ bọn họ, người lòng can đảm thật là khá lớn, vang lên bên tai một cái trung khí mười phân thanh âm, lão nhân đầu tiên là sững sờ, sau đó là nói. Lão tổ nha, lá gan này không phải ngươi dạy ta sao, thanh. Âm kia lập tức nói, ta cũng không có như vậy dạy ngươi, lão. Nhân nhếch miệng cười một tiếng, thanh âm kia lại là nói. Nắm lấy cho thật chắc phần này hương khói tình. Ngày sau có lẽ sẽ bởi vì ngươi phần này cử động, phát sinh biến hóa rất lớn tối thiểu mà nói, với ta côn lôn khư chính là lợi tốt, cần tuân lão tổ pháp lệnh. Lão nhân làm bộ thở dài nói, côn lôn khư chân núi, tiều phu dơ lên dìu về nhà. Uống chén nước, hùng hùng hổ hổ nói, thối đức hạnh. Đến lúc đó dạ đế kia ra hỏa muốn tìm phiền toái cũng là đến tìm ta phiền toái, được. Đạo châu trung thổ, tử dương cổ môn địa chỉ cũ, vạn chúng chúc mục, tử dương thiên quân đi tới tử dương cổ môn địa chỉ cũ lúc trước tông môn đại điện vị trí chỗ, chẳng bao lâu sau. Ở đây chính là toàn bộ đạo châu huy hoàng nhất địa phương, cho dù về sau uy chấn trung thổ chấn. Thiên cổ môn, cũng chỉ có thể đứng dựa bên, chẳng bao lâu sau, ở đây chính là một tòa thiên. Sơn, có thể quan sát trung thổ toàn cảnh, gần với phù không sơn, hiện nay. Cũng là một mảnh hỗn độn, hiển hiện, hiện đồ nát bạc nhược, khắp nơi đều thấy tường đổ tử dương thiên quân leo lên này tòa đã từng thiên sơn đứng ở nơi đó ánh mắt yên tĩnh trong con người lại có sát ý xúc cảnh sinh tình mỗi khi thấy những thứ này để hắn sát cơ vô cùng dạ huyền ngươi đã nói năm đó sự kiện kia là ngươi phái người làm hôm nay bản tọa sẽ lấy tử dương cổ môn đệ tử thân phận đưa ngươi giết chết nơi này dùng cái này chiêu cáo thiên hạ tử dương thiên quân nhẹ giọng tự nói hắn nhìn xa phía đông chỗ ấy tồn tại từng cổ một cường đại khí tức tại đến gần, những thứ kia đều là tại trúc gia dự lễ. Cường giả, bọn họ cũng vì vậy mà tới quan chiến, đối với lần này. Tử Dương Thiên Quân cũng không ghét, hắn cần những thứ này người xem, chỉ có những người này. Biết mới có thể trước tiên đem mấy tin tức này cho truyền đi, như vậy, thiên hạ mới biết. Hắn Tử Dương Thiên Quân hôm nay đại biểu cho Tử Dương cổ môn làm một đại sự, có lẽ tại sau này. Hắn leo lên đế lộ, thành đế sau có thể phổ tả một đoạn vui buồn lẫn lộn lịch sử nghĩ tới đây tử dương thiên quân không nhịn được lộ ra mỉm cười vù vù nhưng sau một khác tử dương thiên quân cũng là cười không nổi dạ huyền vượt qua hư không mà tới cái này không phải đại hiền cảnh cũng đã có thể vượt qua hư không ra hỏa tới quá nhanh tử dương thiên quân ngắm nhìn dạ huyền cất cao giọng nói hôm nay ta lấy tử dương chi danh diệt ngươi nơi này dạ Huyền hai tay cắm vào túi, lẳng lặng nhìn Tử Dương Thiên Quân tại cách nhau Tử Dương Cổ Môn. Không xa chính là Trấn Thiên Cổ Môn. Lăng Tiêu Đế Tướng nguyên bản còn hiếu kỳ này Tử Dương Thiên Quân đang lộng gì chứ? Khi thấy Dạ Huyền hàng lâm sau, hắn không nói hai lời. Trực tiếp để cho mình khí tức hạ thấp cực điểm, nhưng mà mặc dù như vậy. Theo Thiên vực tới Lăng Tiêu Đế Tướng, ở trong mắt Dạ Huyền y nguyên cũng như trong bóng tối ngọn lửa. Là như vậy chú mục dạ huyền tùy ý liếc mắt nhìn chấn thiên cổ môn phương hướng. Khóe miệng hơi vành, xem ra tần khởi lưu thủ vẫn là đưa đến nhất định tác dụng, tối thiểu mà. Nói, này lăng tiêu đế tướng không dám sằng bậy, đương nhiên, đối phương nếu là dám xuất thủ. Như vậy dạ huyền dám cam đoan, chết hết đúng là lăng tiêu đế tướng, tử dương thiên quân thấy. Này dạ huyền tại mình nói chuyện thời điểm, vẫn còn có tâm tư nhìn địa phương khác. Trong lòng tức khắc có nộ, cũng không nói thêm nữa, tử dương thiên quân đại thủ hơi ngưỡng, ầm. Sau một khắc thương che khuất bầu trời tử dương thiên bàn trên. Đột nhiên buông xuống nhất đạo kinh khủng tử lôi. Hướng về dạ huyền, nhưng mà đạo kia tử lôi nhưng ở dạ huyền phương thốn thế giới trong biến mất. Thậm chí cũng không có kích khởi nửa điểm sóng gợn, tử dương thiên quân bỗng nhiên biến sắc. Người này, cư nhiên có thể ngăn cản đại đế tiên binh lực lượng, phải biết. Đại đế tiên binh lực lượng là theo người nắm giữ thực lực tới, người nắm giữ thực lực càng mạnh, đại đế tiên binh lại càng mạnh mẽ thì giống như đồng dạng có đại đế tiên binh. Một là đại đế, một là đại thánh, như vậy đại thánh đại đế tiên binh tuyệt đối không phải đại đế đại đế tiên binh đối thủ, đây chắc chắn kết quả tử dương thiên quân chính là đại hiền chi. Cảnh có khả năng phát huy ra đại đế tiên binh 6, 7 thành lực lượng, mặc dù như vậy tựa hồ đang dạ huyền phía trước căn bản không có bất cứ tác dụng gì có thể nói, ngươi. Sư tôn đối với ngươi rất tốt, dạ huyền chậm tiếng mở miệng nói một câu không hiểu hay nói, tại. Tử dương thiên quân ngây người trong lúc, dạ huyền đế hồn khẽ động. Trong nháy mắt xâm nhập vào tử dương thiên quân tại trong thức hải, cơ hồ là trong nháy mắt. Liền đem tử dương thiên quân chín tòa mệnh cung cho chấn vỡ, đồng thời quan sát tử dương thiên quân linh hồn vào giờ khác này tử dương thiên quân mới hiểu được mình tới chọc tới cái dạng gì tồn tại hắn thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ cũng không kịp linh hồn liền bị trực tiếp chấn vỡ trong nháy mắt miểu sát dạ huyền nói hắn muốn giết kia ra hỏa cần gì phải đơn giản chỉ là không muốn làm như vậy thôi dạ huyền cũng không để ý những thứ kia bị chấn động về đến nhà hỏa vẫy tay vô chủ tử dương thiên bàn bay tới, dạ huyền đem thu vào thế giới của mình ở giữa, lão. Sư, một mực trong bóng tối tần giao hiện thân, cung kính nói. xử trí như thế nào người này vong hồn, là đạo châu thành hoàng, thấy. Tần giao, không ít người đều là âm thầm ngược lại hút khí lạnh. mươi 1476, thuận tiện, là đạo châu thành hoàng, thấy tần giao. Không ít người đều là ngược lại hút khí lạnh, thành hoàng miếu mở lại sự tình tuyệt đối là thời đại mạt pháp này 90 ngàn trong thời kỳ rất chấn nhiếp nhân tâm sự tình, chứ. Thiên vạn giới thành hoàng miếu tam ti, đều đã đang lục tục mở lại, mặc dù này thuộc về âm phủ hai thế lực lớn minh tranh ám đấu. Nhưng cũng không trở ngại bọn họ đi giải khai, mà mở lại sau thành hoàng miếu tam ti. Vị thứ nhất thành hoàng, chính là Tần Giao, vị này năm xưa xuất từ thiên châu phục lôi thiên. Tứ đại gia tộc đứng đầu Tần Gia Cường già tiệt thế lấy tất cả mọi người không ngờ phương thức trở lại thế giới này hắn là đạo châu thành hoàng cũng là toàn bộ huyền hoàng đại thế giới lớn nhất thành hoàng nghe nói đây đi qua chính thức sắc phong còn như sắc phong người là ai cũng là không ai có thể tra được bởi vì đây là âm phủ hai thế lực lớn trong đụng nhau nghĩ đến vị này sắc phong người chắc là âm tàu địa phủ bên kia đỉnh cấp đại lão đi ngược lại không người nào dám đem cái thân phận này hướng dạ huyền trên người nghĩ dù sao dạ huyền thân phận làm sao cũng không cùng âm phủ thế lực dính dáng mà bây giờ tần giao lại là xuất hiện ở dạ huyền phía trước điều này khiến người ta không khỏi rơi vào trầm tư đừng nói là hai người này ở giữa còn có quan hệ thế nào trong lúc nhất thời mọi người cũng là có chút không thể phỏng đoán chỉ tiếc tần giao thực lực quá mạnh mẽ đưa tới hai người chỗ hư không ngoại nhân rất khó điều tra được xảy ra chuyện gì thấy không rõ không nói rõ nếu để cho bọn họ thấy huyền hoàng đại thế giới thứ nhất thành hoàng dĩ nhiên hướng dạ huyền cung kính thi lễ không biết sẽ có cái dạng gì ý nghĩ lão sư xử trí như thế nào người này vong hồn tần giao cung kính hỏi minh phủ bên kia không người đến tìm ngươi phiền toái dạ huyền thấy tần giao ban ngày hiện thân không khỏi hỏi lần trước đỉnh châu sự kiện kia mà sao minh phủ bên kia tại huyền hoàng đại thế giới hành động liền càng ngày càng ít nhưng ở hắn đại thế giới bọn họ hoàng tiền người dẫn đường đang nhanh chóng mở rộng thậm chí không chỉ một lần xuất hiện trước mặt người khác tần giao thành thật trả lời đang nói rằng minh phủ lúc chân mày không nhịn được nhăn lại ngày xưa hắn cũng là minh phủ người với lại tại minh phủ ngồi vào gần với la phong lục thiên vị trí sở dĩ cũng biết minh phủ tính toán chính vì vậy hắn mới bộc phát lo lắng thành hoàng miếu tam ti tuy mở lại nhưng ở dương gian lực lượng căn bản không có phương pháp cùng minh phủ chỗ chống lại tần giao tin tưởng nếu không phải vì huyền hoàng đại thế giới có lão sư tại chỉ sợ minh phủ đã sớm phái người đến đem thành hoàng miếu toàn bộ hủy diệt mà địa phủ bên kia đúng là vẫn còn không cách nào nhúng tay quá nhiều dương gian việc sở dĩ hiện tại thành hoàng miếu cùng minh phủ bộ dạng so sánh mà nói tranh lệch tương đối to lớn người tại minh phủ đợi qua cũng biết minh phủ phong cách hành sự dạ huyền ánh mắt yên tĩnh chậm rãi nói đến bọn hắn tại hắn đại thế giới động tác tạm thời trước không cần phải để ý đến đem huyền hoàng đại thế giới thành hoàng miếu hoàn thiện là được ngoài ra đem chư thiên vạn giới toàn bộ thành hoàng miếu toàn bộ xây dựng ở trên núi không cần theo khuôn phép cũ xây dựng ở trong thành đến lúc đó tự sơn thần đạo người tương trợ ngươi cần tuân lão sư pháp chỉ tần giao cung kính lĩnh mệnh lão sư không hổ là lão sư thậm chí liền sơn thần đạo người có thể sử dụng phải biết sơn thần đạo theo cổ truyền thừa đến nay từ trước đến nay không nhúng tay vào bất kỳ thế lực nào trong đấu tranh chớ nói chi là âm phủ hai thế lực lớn minh tranh ám đấu nhưng lão sư nếu nói như vậy vậy liền chứng nhận đây là thật còn như người này. Dạ huyền nhìn về phía chết đến mức không thể chết thêm tử dương thiên quân. Thần sắc lãnh đạm nói, nên xử như thế nào ngươi tự xem làm tần. Giao ngầm hiểu, cung kính thở dài, theo sau. Tần giao hướng về phía chết đi tử dương thiên quân nhẹ nhàng vung lên, ầm. Nguyên bản còn chưa xuất hiện tử dương thiên quân vong hồn. Tức khắc xuất hiện tại trước người hai người, dạ huyền khi vong hồn tạo thành trong nháy mắt tử dương thiên quân chính là giữ tợn nghiêm mặt. Dương nanh múa vút muốn tới tìm dạ huyền phiền toái, dù sao cũng là đại hiền cảnh tồn tại. Cho dù thần hồn yên diệt tạo thành vong hồn y nguyên đáng sợ, đây chính là minh phủ tại sao? Sẽ lưu lại nhiều cường giả như vậy vong hồn nhét vào minh phủ nguyên nhân, chỉ có như vậy quỷ. Tu, mới có thể làm cho bọn họ minh phủ nhanh chóng lớn mạnh. Thần tốc siêu việt địa phủ, chỉ tiếc tử dương thiên quân lúc còn sống cũng đều không phải dạ huyền một hiệp chi địch chớ nói chi là nho nhỏ vong hồn tại tần giao dưới sự khống chế căn bản là không thể động đậy nhưng thấy thanh giao xuất ra một cái kim ấn hướng về phía tử dương thiên quân vong hồn chính là đắp một cái vù vù tử dương thiên quân vong hồn bắt đầu liên tục vặn vẹo trong miệng hắn phát ra tiếng kêu thảm nhưng không có bất kỳ thanh âm gì truyền tới trong chớp mát tử dương thiên quân bị thu hồi đến kim ấn ở giữa tần giao cuối cùng là thành hoàng không có khả năng trực tiếp tại chỗ đem tử dương thiên quân vong hồn cho đánh tán còn cần đi qua nhất định quy củ tới làm việc lão sư đệ tử xin cáo lui làm xong việc mặt tần giao hướng dạ huyền thở dài nói ừm dạ huyền khẽ vuốt cảm đợi cho tần giao ly khai vùng hư không đó một cách tự nhiên khôi phục bình thường tử dương thiên quân thi thể đập về phía đại điện chỗ ấy Đúng là Tử Dương cổ môn địa chỉ cũ Tử Dương Thiên Quân coi như là hồn về quê cũ cũng không? Biết kết quả này, Tử Dương Thiên Quân có hài lòng hay không? Tử Dương Thiên Quân chết thật. Tại bốn phía cường giả nhìn một màn kia thổn thức không thôi, hắn đúng là thực lực gì? Trước giống lên muốn đánh với Dạ Huyền một trận xích viêm thần tử. Khi nhìn đến một màn kia sau, trực tiếp trầm mặc. Trong lòng vô cùng phức tạp, Tử Dương Thiên Quân thực lực như thế nào? Xích viêm thần tử dĩ nhiên là biết hai người nếu như cuộc chiến sinh tử. Chỉ sợ thật đúng là khó mà nói, nhưng bây giờ. Tử Dương Thiên Quân cũng là tại dạ huyền trên tay đơn giản là chết đi, nếu như hắn còn không. Biết có hứng đi khiêu chiến dạ huyền. Đó không phải là chịu chết sao, trước hơn 10 vị hoàn toàn không kém gì tử Dương Thiên Quân yêu. Nhiệt cũng đều vào giờ khắc này rơi vào trầm mặc ở giữa, mà theo tử Dương Thiên Quân ngã xuống, huyền hoàng bảng ở trên tên một cách tự nhiên liền bị xóa đi, nếu nói là trước tại. Thiên đạo trấn áp phía dưới phá cảnh vào đại hiền. Tử dương thiên quân đó là thiên hạ không ai không biết quân, mà sau này. Cũng là thiên hạ không người nữa biết quân, một trận chiến đấu, tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh, đối với dạ huyền mà nói. Chính là nhất kiện không đáng giá nhắc tới chuyện nhỏ, dạ huyền ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía chấn thiên cổ môn phương hướng, tới đều tới, đi liền một chuyến đi, không để ý đến. Các châu cường giả tung cành ô lưu, dạ huyền trực tiếp ly khai. Đi chấn thiên cổ môn, chấn thiên cổ môn mảnh trong mây, che giấu hơi thở lăng tiêu đế tướng. Cầu nguyện người này mau mau ly khai, khả năng liền chính đáp câu nói kia. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, lăng tiêu đế tướng cảm ứng được dạ huyền khí tức đang nhanh chóng tiếp cận sau, hữu khí vô lực nằm ở đó mở vốn là tả nghĩa sơn trên ghế xích đu. Hơi có điểm nằm ngang vị đạo, một lát sau, dạ huyền đi vào sân nhỏ. Nhìn nằm trên ghế xích đu, sắc mặt tái nhờ thanh niên tóc trắng, ánh mắt yên tĩnh mà nói. Thấy bản đế, cũng không tới bái kiến một phen. Là thường tịch cho ngươi dũng khí vẫn là mục vân cho ngươi lòng can đảm, lăng. Tiêu đế tướng không nhanh không chậm theo trên ghế xích đu đứng lên, hướng dạ huyền chắp tay thần thờ nói, Lăng Tiêu, bái kiến Dạ đế. Chương 1477, Lăng Tiêu cung tiễn Dạ đế. Lăng Tiêu, bái kiến Dạ đế, Lăng Tiêu đế tướng mặt thần thờ nói. Phảng Phất không có tinh khí thần đồng dạng, Dạ huyền liếc một cái Lăng Tiêu đế tướng. Nhàn nhạt nói, ngươi có phải hay không rất không muốn gặp lại bản đế, Lăng. Tiêu đế tướng tức khắc im lặng, hắn xác định không muốn gặp lại Dạ đế, Lăng Tiêu đế tướng nhìn như trước kia hoàn toàn khác biệt dạ đế, chậm rãi nói, có thể ngươi chính là tới, dạ. Huyền đi về phía xích đu, cũng không để ý lăng tiêu đế tướng là cái gì muốn. Tự nhiên nằm trên đó, chậm rãi nói. Ngươi là bản đế năm đó khâm định cho thường tịch đế tướng. Cũng là nàng vị thứ nhất đế tướng, tuy là thực lực ngươi có hạn. Nhưng bản đế cảm thấy ngươi tương đối biết làm người, bản. Đế hiện tại có một vấn đề muốn thi kiểm tra ngươi, ngươi. Cảm thấy hai cái kẻ phản bội đối mặt hôm nay bản đế có mấy phần thắng, dạ. Huyền đôi mắt hơi khép, giọng điệu bình tĩnh, Lăng Tiêu đế tướng đứng ở một bên. Thật lâu không nói, qua một lúc lâu, Lăng Tiêu đế tướng mới lên tiếng nói. Ta không là rất rõ ràng, đại đế không có là trong thiên hạ mạnh nhất sao, dạ. Huyền cười nhạo một tiếng, Lăng Tiêu đế tướng khom người nói. Xin thỉnh dạ đế vui lòng chỉ giáo, dạ. Huyền mở hai mắt ra, nhìn phía xa mây cuộn mây tan, khẽ nuốt chậm thổ mà nói. Vậy ngươi cảm thấy năm đó đã thành đế hai vị kia kẻ phản bội. Cộng lại có đủ hay không ta một tay đánh, lang. Tiêu đế tướng cơ hồ không có chút gì do dự, liền trực tiếp lắc đầu, không khác. Lăng tiêu đế tướng là một đám đế tướng trong, đầu tiên biết dạ đế. Cũng là trừ song đế ở ngoài rất hiểu dạ đế, mặc dù tại đế tướng thực lực trong hắn lộ ra trung quy trung củ, nhưng việc này hắn hiểu nhiều hơn, mục đế cùng nữ đế thành đế. Sau, liền cùng dạ đế từng có nhất chiến, cuộc chiến đấu kia. Hắn may mắn quan chi, cuộc chiến đấu kia, hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Cuộc chiến đấu kia, đánh vỡ hắn nhận thức, hắn từ đầu đến cuối đều bị cho rằng. Đế giả vi tôn, chư thiên vạn giới, hàng tỷ sinh linh. Ai cũng khuất phục, có thể song đế vào lúc đó dạ đế thủ hạ lại giống như hài đồng vậy không chịu nổi một kích cái loại này chấn động cho dù đến hiện tại lăng tiêu đế tướng y nguyên có thể nhớ rõ trước mặt vị thiếu niên này đáng sợ tuyệt không phải vài ba câu lại nói rõ do dự một chút lăng tiêu đế tướng cuối cùng vẫn nói năm đó ta cảm thấy là song đế mới bước lên đại đế sở dĩ không kịp dạ đế sau đó song đế thực lực quả thật có thần tốc tăng trưởng dạ huyền cười cười nói ngươi là cảm thấy đại đế cũng chia làm mấy cái cấp độ đúng không lăng tiêu đế tướng trọng trọng gật đầu hắn vẫn là cảm thấy như vậy dạ huyền cũng không có phủ nhận chậm rãi nói cũng có thể nói như vậy nhưng cụ thể còn chính ngươi phải bước vào đại đế cảnh mới hiểu được trong đạo lý ai nào biết năm đó dạ huyền căn bản không có tu vi đây hắn được xưng bất tử dạ đế thế gian mọi loại pháp độc chiếm chín ngàn chín nắm giữ các loại kinh khủng thủ đoạn hắn là chân chính không lấy tu vi luận đại đế không phải đại đế lại có thể quét ngang đại đế đây chính là năm đó dạ huyền lăng tiêu đế tướng đối với dạ huyền phương thức nói chuyện sớm thành thói quen liền không có lại tiếp tục thăm dò yên lặng đứng ở nơi đó không muốn nói điểm cái gì dạ huyền cười nói lăng tiêu đế tướng ánh mắt phức tạp một lát sau Lăng tiêu đế tướng lui ra phía sau mấy bước, sau đó quỳ một chân trên đất cúi đầu. Ngừng giọng nói, chuyện năm đó, ta cũng không hiểu rõ tình hình, nhưng ta chung với nữ đế. Đem cả đời chung với nàng, đây cũng là năm đó ngài chỗ giao phó, ngài. Dìu dắt tri ân, lăng tiêu chọn đời không quên. Nhưng lăng tiêu không cách nào phản bội nữ đế lại trở về dạ đế bộ hạ. Mà nếu quả thật làm như vậy, bất kể là đối nữ đế hay là đối với ngài đều là một loại vũ nhục ta hôm nay lăng tiêu đế tướng bỗng nhiên dừng lại hít sâu một hơi ánh mắt ác liệt trầm giọng nói tự chảm tám tòa mệnh cung hướng ngài tạ tội tiếng nói rơi xuống lăng tiêu đế tướng thất khiếu chảy máu nhưng lăng tiêu đế tướng lại không có nửa điểm vẻ thống khổ cứ như vậy quỳ trên mặt đất tu sĩ có chín tòa mệnh cung hiện nay lăng tiêu đế tướng trừ chủ mệnh cung ở ngoài tự chảm tám tòa mệnh cung, lăng tiêu đế tướng thân hình run nhẹ nhẹ. Nhưng hắn vẫn chưa từng đau hừ một tiếng, phải biết. Hôm nay lăng tiêu đế tướng vẫn là trọng thương trong người. Hiện nay tự chảm tám tòa mệnh cung, càng là liên tiếp gặp nạn nếu không phải hắn tu vi thông thiên. Chỉ sợ hôm nay đã là gần chết nhưng đối với lăng tiêu đế tướng tự mình hại mình hành vi. Dạ huyền cũng là thần sắc mờ nhạt. Phảng phất căn bản không có thấy đồng dạng, Lăng Tiêu đế tướng hô hấp có chút trầm trọng. Hắn kéo xuống đem mặt ở trên tiên huyết, ngừng tiếng nói. "Ta biết cái này cũng không có thể báo đáp năm đó ngài ân tình, nhưng ta chung quy còn muốn giữ lại cái mạng này cho nữ đế làm việc. Tương lai nếu là có cơ hội, ta còn là sẽ báo đáp ngài, dạ." Huyền nhắm mắt lại, ngón tay gõ vào trên tay vị, nhàn nhạt nói. Người là thường tịch tên phản đồ kia làm việc, chẳng khác nào tại đối địch với ta, báo. Đáp, ha ha, Dạ Huyền cười lạnh một tiếng, Lăng Tiêu đế tướng không lời chống đỡ. Lại này lập trường tính chất vấn đề, hắn đích thực không có biện pháp gì thôi. Bản đế cũng lười làm khó dễ ngươi, dạ. Huyền từ từ mở mắt, cũng như vạn cổ trường dạ vậy con ngươi đen nhìn về phía Lăng Tiêu đế. Tướng, bình tĩnh nói, ngươi muốn báo ân có thể đem lần này thường tịch giao cho ngươi toàn bộ nói ra lại ngươi cũng không nên cảm thấy làm như vậy là tại phản bội nàng trên thực tế nàng ấy chút ít mánh khóe bản đế thật đúng là không để vào mắt lăng tiêu đế tướng thật lâu không nói dạ huyền cũng không thúc giục yện lặng chờ đợi lăng tiêu đế tướng tự nhận là giải khai hắn trên thực tế hắn càng giải khai lăng tiêu đế tướng tại sao lại để cho tần khởi lưu người này tính mệnh, liền làm năm đó về điểm này tình xưa, cũng đừng quên dạ huyền rất nhiều biệt hiệu. Trong, còn có một vạn cổ đồ tề, dạ huyền ngoan. Coi như là những thứ kia ẩn giấu trong năm tháng ma đầu cự phách. Cũng phải nhượng bộ lui binh, rất lâu, lăng tiêu đế tướng thở dài, buồn bã nói. Nữ đế phái ta hạ giới, nhiệm vụ thiết yếu chính là nhìn kỹ ngài. Tiếp lại là quét sạch hạ giới thế lực, chỉnh đốn một phen. Chuẩn bị nghênh tiếp xong đế hàng lâm, ngài cũng hiểu rõ thiên đạo trấn áp cuối cùng là phải mở lại đến lúc đó xong đế tất nhiên sẽ hàng lâm lăng tiêu đế tướng sau cùng tu bổ một câu ngài có thể sẽ không tin nhưng nữ đế chỗ giao phó quả thực chỉ có những thứ này dạ huyền thu hồi ánh mắt nhếch miệng cười nói tin vì sao không tin nàng ý tức ta đã hiểu dạ huyền theo trên ghế xích đu đứng dậy cất bước đi ra ngoài cũng không quay đầu lại nói Khu nhà nhỏ này là Tả Nghĩa Sơn, ngươi thân là một cái đế tướng. Phản khách phi chủ không có gì, nhưng Chấn Thiên cổ môn liền đừng động. Bằng không lần gặp mặt sau, ta sẽ tự tay vặn xuống ngươi đầu, những. Lời này không chỉ có là nói cho Lăng Tiêu đế tướng nghe. Đồng thời cũng là nói cho Tả Nghĩa Sơn cùng Chấn Thiên cổ môn nghe, có hắn những lời này. Lăng Tiêu đế tướng tuyệt đối sẽ không cử động nữa Chấn Thiên cổ môn, cái này cũng có thể để cho tả nghĩa sơn bọn họ yên lòng, lăng tiêu, cung tiễn dạ đế, lăng. Tiêu đế tướng thanh âm trung khí mười phân, vang tận mây xanh, hắn biết. Đây một lần cuối cùng cùng dạ đế có thể bình thản ở chung, chờ lần gặp mặt sau. Chính là địch nhân, hắn hôm nay làm rõ lập trường. Dạ đế vẫn không có động thủ, hắn mang lòng cảm kích nhưng phần này cảm kích. Sau này lại không thể nữa biểu hiện ra ngoài. mươi 1478, ngồi một mình đỉnh núi. Dạ huyền ly khai phiến vân hải. Trong lòng cũng không có quá nhiều cảm xúc lăng tiêu đế tướng. Trung hậu thành thật năm đó hắn cũng là nhìn trúng điểm này. Mới để cho hắn trở thành thường tịch vị thứ nhất đế tướng, chỉ tiếc. Thế sự vô thường, thường tịch phản bội hắn, mà lăng tiêu đế tướng vẫn như cũ đang vì thường. Tịch làm việc, đối với lần này, dạ huyền cũng không kỳ quái, bằng không nói. Lăng tiêu đế tướng tại hạ giới sau chuyện thứ nhất, chính là đi bái kiến hắn mà không phải là để cho vũ minh kiếm hiền hồi hoàng cực tiên tông giám thị hắn, bay ra biển mây. Dâu tóc bạc trắng tả nghĩa sơn tiến lên nhất bái. Nói một đống lời cảm tạ, dạ huyền cũng không có biểu hiện ra cái gì không nhịn được tả nghĩa. Sơn ngược lại cũng hiểu chuyện, không có quá nhiều dây dưa. Tràn đầy mừng rỡ cung tiễn dạ huyền ly khai, trên thực tế hắn đã qua đang lặng lẽ mưu đồ làm. Sao cho dạ đế đưa tin, có thể lên mặt có một lăng tiêu đế tướng nhìn chăm chăm để cho hắn thời thời khắc khắc như có gai ở sau lưng. Căn bản không có phương pháp đi hành động, may mắn hôm nay dạ đế hàng lâm. Để cho hắn cuối cùng là thở phào, sau này. Ngược lại cũng không cần sợ lăng tiêu đế tướng sằng bậy, còn như tòa tiểu viện kia, hại. Món đồ kia lại không bao nhiêu tiền, giơ tay lên lại tạo nên trăm nghìn tòa. Không lỗ, dạ huyền đi, không hề dừng lại một chút nào. Bất quá hắn không có tuyển chọn vận dụng thái hư châu mà là bay thẳng hồi Đông Hoang, bay ra trung thổ một khắc kia. Dạ Huyền muốn đi Hoành Đoạn Sơn đỉnh núi ngồi một chút, thế nhân đều là nói. Hoành Đoạn Sơn đỉnh núi không người nào có thể đi, bởi vì càng lên cao uy áp càng đáng sợ. Căn bản là không có cách ngăn cản, nhưng đó là đối với hắn người mà nói. Đối với Dạ Huyền mà nói, không coi vào đâu, hắn không chỉ một lần leo lên Hoành Đoạn Sơn đỉnh núi, không phải hoành đoạn sơn bên trong càn khôn cung là thế nào tới, có chút cấm kỵ chi lực. Như cụ có thể đánh vỡ, dạ huyền xem như cấm địa chi thần. Điểm này thủ đoạn vẫn có, nhưng thấy dạ huyền bước lên trời, vùng trời truyền đến áp lực vô. Biên, muốn đem dạ huyền áp hồi phía dưới mặt đất, nhưng cũng là vào giờ khắc này. Dạ huyền tứ đại tiên thể phát tốc độ không giảm mà lại tăng. Hiu, cả người hóa thành nhất đạo thần hồng quán trời mà lên. Nhưng càng lên cao áp lực càng mạnh mẽ, Dạ Huyền triệt hồi tứ đại tiên thể lực lượng. Ngược lại kích phát đạo thể lực lượng toàn bộ áp lực. Phảng phất đều vào giờ khắc này tiêu tán không thấy, quả nhiên đây. Dạ Huyền nhỏ giọng nói lầm bầm, hắn có thủ đoạn phá vỡ này Hoành Đoạn Sơn Uy áp. Nhưng hắn vẫn chưa vận dụng, mà là lấy thuần túy thân xác chi lực mạnh bạo kháng. Chính là vì thí nghiệm đạo thể đối với mấy cái này áp lực phản ứng, sự thực chứng nhận đạo thể cuối cùng là đạo thể căn bản không sợ toàn bộ chấn áp bởi vì đạo thể bản thân liền đại biểu lấy có thể chấn áp toàn bộ lực lượng sau đó dạ huyền tốc độ lần nữa tăng vọt sau nửa canh giờ dạ huyền leo lên đỉnh núi cương phong như cuồng đao chém lung tung nơi đây thật không phải là người tới địa phương gió này hóng mắt dạ huyền nhếch miệng cười một tiếng thế gian này có thể đứng ở này hoành đoạn sơn chi đỉnh nói Lời này cũng liền dạ huyền, dạ huyền đi tới vị trí cũ. Nơi đó có một có thể cố định địa phương, thuận thế sau khi ngồi xuống. Dạ huyền liền đem bên hông đại tiết dưỡng kiếm hồ giải xuống. Ngửa đầu uống quá một phen, một mạch làm một thoải mái sau, hí mắt nhìn một mảnh trắng xóa. ngẩng đầu nhìn lại, lại dò xét đến vũ trụ tinh hà. Hoành đoạn sơn thật rất cao, có thể nói là đạo châu số một, chỉ bất quá bởi vì không có ai leo lên qua nơi đây tại đạo châu ở ngoài cũng không cách nào thấy rõ nơi đây sở dĩ không có ai nói như vậy thôi dạ huyền đem đại tiết dưỡng kiếm hồ đặt ở bên cạnh hai tay trống trên mặt đất hỏng hít mắt tự nhủ nói người như loài run dế tận mờ mịt sơn hà khó nói hết trần trong thảo trong lồng ngực có uất khí hôm nay nhất thổ làm nhanh hắn làm quá nhiều giấu quá nói nhiều năm tháng trong hắn cùng với thường tịch giao lưu nhiều nhất cũng từng nói với nàng nhiều nhất trận kia phản bội y nguyên để cho dạ huyền lòng có sát ý hắn cả đời phụ quá nhiều người duy chỉ có không phụ thường tịch thường tịch lại phụ hắn lăng tiêu đế tướng nói đều là nói thật nhưng thường tịch ý tứ chân chính tuyệt không phải như vậy dạ huyền đã từng nghĩ tới thường tịch sẽ thông qua người khác tới cho thấy một ít thái độ lần trước hắc liên đế tướng không có cho thấy bất kỳ thái độ chỉ là hắn không muốn hết hy vọng lần này lăng tiêu đế tướng đến dạ huyền đã hiểu hắn cùng với thường tịch vĩnh viễn cũng không thể vĩnh viễn cũng không thể hắn hy vọng nhiều này sau lưng tồn tại cái gì ẩn tình nhất là theo cái người điên bọn họ nói chuyện trong hắn biết xong đế phản bội phía sau ẩn núp không ít chuyện hắn hy vọng là có hắc thủ sau màn nói như vậy hắn có thể cho mình một cái lấy cớ tha thứ vị kia đã từng làm bạn rất lâu đạo lữ nhưng này trung quy chỉ là phán đoán thôi, dạ huyền viên mắt có một chút ướt át, hắn ngẩng đầu lên, cương. Phong hưu hưu, chớp mắt hoàn toàn không có, khi dạ huyền lần nữa cúi đầu. Trong mắt bình tĩnh, thâm thúy không gì sánh được, nàng là một cái rất chân thật người, đối. Với toàn bộ, đều không thể giả bộ, thậm chí tại sao cùng phản bội hắn. Y nguyên yêu lấy nàng, có thể nàng. Vẫn là phản bội hắn, cũng bởi vì cái kia đủ quái vật thân xác, à, có. Ít thứ các ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được giống như long chi nghịch lân chạm vào chết ngay lập tức dạ huyền khẽ tự nói ánh mắt yên tĩnh thân thể này dạ huyền còn có trọng dụng đồng thời cũng là hắn cùng táng đế chi chủ đánh cuộc trận kia đánh cuộc ai dám dính dáng người đó phải chết song đế lại tính làm được gì hắn không chỉ một lần nói qua đại đế cũng không đại diện vô địch bởi vì hắn biết qua trong bóng tối kinh khủng người một dạng hồng Mao mệnh nếu cỏ dại vận mệnh như đao để bản đế tới lĩnh giáo nhân gian tới vị là nhạt nhẽo thiên địa trong vô nhân vĩnh sinh thiên địa nhật nguyệt đều sẽ bị hủ bại dạ huyền một người ngồi một mình đỉnh núi nói nhỏ rất lâu cứ như vậy lẩm bẩm nói một ít xui xẻo hồ đồ nói nhớ lại qua lại tuế nguyệt nhìn lại đoạn tuyệt vọng mà có quật cường tuế nguyệt từng có một người đã cho hắn hy vọng đây người kia là một thế gian tiểu cô nương hắn thậm chí đều đã không nhớ ra được người kia tên về sau hắn quay về chỗ đó thời điểm không có nàng chỗ về sau về sau hắn đem nàng thi cốt tìm đến chôn ở hoang châu bắc hải về sau nữa liền có một cái truyền thuyết bắc hải tồn tại một tòa vô danh mộ bia mà mộ huyệt trong táng lấy một cái vạn cổ cự đầu tâm tư phiêu diêu đang ra sức chống lại trong năm tháng xuất hiện qua rất nhiều người nhưng nhiều người hơn mang cho dạ huyền cũng là chết lặng tuyệt vọng tức giận quái vật yêu quái mà đầu các loại chửi bới hắn nói không bị ngăn chặn cảnh vậy càng tới chóp hắn gặp phải lão sơn còn có lão lôi bọn họ đều là chút tính tình cổ quái ra hỏa bọn họ dạy hắn rất nhiều chỉ là về sau nữa cũng không gặp lại bọn hắn nữa dạ huyền đôi khi liền uống quá cái mãi đến đại tiết dưỡng kiếm hồ trong hào từ toàn bộ xuống bụng dạ huyền lắc lư khoảng không đại tiết dưỡng kiếm hồ không có căn nguyên cảm giác mình thật say đã lâu rất lâu rất lâu chưa từng có cảm giác dạ huyền cũng không phải rất vui vẻ hùng hùng hổ hổ nói cái người điên người này cũng đặc biệt nhỏ mọn chỉ giảm nhiều thế này rượu chưa đủ chưa đủ còn thiếu rất nhiều dạ huyền nắm đại tiết dưỡng kiếm hồ đột nhiên ném một cái hướng trí tôn các phương hướng liền ném tới đồng thời quát lại nếu là không đem này hồ trang bị đầy đủ người biết hậu quả lốp Đầu đang ở tố vân cung nghiên cứu đạo sơ tiên công bốn chữ cái người điên. Đột nhiên tiếp được đại tiết dưỡng kiếm hồ, có chút sững sờ nói. Người này làm sao còn uống say, tu, luyện người, rất khó say ngã, trừ phi có ý định như vậy, hắn nhìn đến cái gì? Cái người điên nhíu mày. mươi 1479, biết. Hắn nhìn đến cái gì, cái người điên nhíu mày, lăng tiêu đế tướng hạ giới việc tự nhiên không gạt được cái người điên, dạ đế cùng chắc chắn có tiếp xúc, hiện nay dạ đế uống. Say, chắc chắn có chút liên hệ, là thấy gì chứ, cái người điên vào đầu không thôi. Đây con mẹ nó, hắn này bốn chữ cổ cũng còn không có nghiên cứu ra được đây. Hắn làm sao biết dạ đế trong đầu đang suy nghĩ gì, mẹ. Nó cũng không nói với ta, chỉ biết đem tức hướng ta chỗ này tung ra. Có tin hay không lão tử qua đến đem ngươi chém, cái người điên hùng hùng hổ hổ, rất là không vừa lòng, nhưng cơ thể vẫn là tương đối thành thực. Trực tiếp đem đại tuyết dưỡng kiếm hồ rót đầy, theo sau ném quay về. Còn rất bình thản nói một câu, uống ít chút tổn hại thân thể, dối trá. Phải nhiều dối trá có bao nhiêu dối trá, cái người điên không phải cảm thấy như vậy. Hắn mắng một phen sau, liền không để ý tới nữa này chuyển hòng. Tiếp tục nghiên cứu bản thân cổ tự, hắn cảm giác mình sắp thành công, mà chờ hắn thành công một khác kia tất nhiên sẽ chấn động chư thiên vạn giới, đại tiết dưỡng kiếm hồ bay trở về đến dạ. Huyền trong tay, dạ huyền vững vàng tiếp được. Trong mắt ngà ngà hoàn toàn không có, hắn tại sao tới đây hoành đoạn sơn đỉnh núi, bởi vì hắn biết mình tâm tình không tốt, sẽ có thất thố, nhưng hắn không muốn trước mặt người khác hiền. Hiện, phát tiết một chút liền xong việc, vấn đề không lớn, như vậy. Đến lúc đó bóp nát thường tịch đầu lúc, sẽ quả đoán rất nhiều, sai lầm, sai lầm, ta. Thế nhưng ấu vi nam nhân không thể tàn nhẫn như vậy. Nhiều nhất chính là đem thường tịch băm thành tám mảnh cho hả giận, dạ. Huyền khóe miệng hơi vảnh, trong mắt có vui vẻ, dạ huyền tại sao thình lình có như vậy biến. Hóa, không có hắn. Bởi vì hắn tại huyền mệnh lão tiên trên thân lưu lại phục bút. Có tác dụng, hắn đã qua xác định ấu vi sở tại địa phương, thiên giới hải. Thế gian này kinh khủng nhất cấm địa một trong, so với huyền hoàng cửu cấm đáng sợ hơn thậm chí so dạ huyền chỗ nắm giữ thiên uyên phần địa còn đáng sợ hơn đừng nói là ấu vi là thiên giới hải chúa tể dạ huyền trong lòng âm thầm suy tư nếu quả thật là lời như vậy toàn bộ nhưng cũng nói được chỉ bất quá nếu như ấu vi là thiên giới hải chúa tể tại sao huyền mệnh lão tiên cái lão già đó sẽ sợ hãi như thế ấu vi còn không rất hợp chỗ kia tạm thời cũng đi không được chỉ có thể chờ đợi phía sau lại đi, dạ. Huyền đem đại tuyết dưỡng kiếm hồ lại lần nữa treo xong. Trong lòng âm thầm thầm nói, hắn hôm nay liền đi thiên uyên phần địa cũng rất khó. Càng nhắc tới thiên giới hải, bất quá, biết ấu vi chỗ. Vậy không có chuyện gì, mà cùng lúc đó, rất xa thiên giới hải, đã vào thiên giới hải chỗ sâu bế. Quan chú ấu vi, mơ màng tỉnh lại, nhất đạo phân thân xuất hiện tại thiên giới hải ở ngoài, mà ở thiên giới hải ở ngoài, huyền mệnh lão tiên có chút do dự, chuyện gì, chu? Ấu vi nhàn nhạt nói, huyền mệnh lão tiên đầu tiên là thở dài, theo sau mới lên tiếng. Bắc giao thần vũ ly khai đạo sơ cổ địa, sự. Quan trọng đại, hắn không thể không đến làm phiền, chu ấu vi chân mày cau lại. Thanh âm cũng như băng tinh vỡ vụn, thanh thúy êm tai lại mang lại mang ba phần lãnh ý. Đi đâu, huyền mệnh lão tiên không dám giấu giếm, thiên uyên phần địa, chu ấu vi chân mày nhíu chặt hơn, nàng đi thiên uyên phần địa làm cái gì? Huyền mệnh lão tiên thở dài nói, hơn phân nửa là đi tìm dạ đế. Nhưng hắn biết dạ đế thực lực còn chưa khôi phục. Sở dĩ đi thiên uyên phần địa sớm chờ đợi, chu. Ấu vi thần sắc xuất hiện biến hóa rất nhỏ, huyền mệnh lão tiên rõ ràng bắt được. Bất quá hắn làm bộ không thấy được, chu ấu vi nhìn huyền mệnh lão tiên. Khôi phục trước sau như một mờ nhạt, chậm rãi nói, nói cho nàng biết chớ quên bản thân nhiệm vụ là cái gì vâng huyền mệnh lão tiên cung kính nói mặt khác chú ấu vi liếc huyền mệnh lão tiên một cái huyền mệnh lão tiên trong lòng hơi hồi hộp một chút có dự cảm không tốt chú ấu vi nhàn nhạt nói trên người ngươi có hắn hậu thủ huyền mệnh lão tiên khí sắc trắng bạch trực tiếp quỳ một chân trên đất thuộc hạ đáng chết chu ấu vi bình tĩnh nói lần sau chú ý trở về đi huyền Mệnh lão tiên trên trán hiện ra một chút mồ hôi lạnh, gian nan đứng dậy, khom người thở dài. Theo sau ly khai, đợi cho huyền mệnh lão tiên sau khi rời đi. Chủ ấu vi trong con ngươi xinh đẹp nâng lên một chút bất đắc dĩ, duyên này, sợ là chém không? Đứt chỉ là, nàng cõng theo thế nào sứ mệnh nàng rất rõ ràng. Nàng cũng không muốn dạ huyền đặt chân. Chờ thời cơ chín mùi, vẫn là cùng hắn tái kiến một mặt đi, chủ ấu vi thầm nghĩ trong lòng huyền mệnh lão tiên chưa có trở về không cổ thành. Mà là đi tìm dạ huyền hưng sư vấn tội, thua thiệt hắn còn giúp lấy dạ đế. Nhưng này ra hòa cư nhiên tính toán hắn. Buồn cười, trăm ngàn vạn năm ở giữa, hắn chẳng bao giờ ăn xong như vậy thua thiệt, dạ. Đế, huyền mệnh lão tiên giá lâm hoành đoạn sơn đỉnh núi. Cả người khí tức kinh khủng tới cực điểm. Dĩ nhiên là làm cho cả hoành đoạn sơn đều run rẩy hắn lạnh lùng mà nhìn dạ huyền trầm giọng nói, ngươi hôm nay nếu không cho ta một cái công đạo, tự gánh lấy hậu quả, dạ. Huyền mới vừa chuẩn bị xuống núi, mắt thấy huyền mệnh lão tiên giá lâm. Thật cũng không ngoài ý muốn, mà là cười nói, làm sao, huyền. Mệnh lão tiên lạnh lùng nói, ngươi là suy nghĩ giả bộ sao? Dạ huyền khoát tay nói, không có chuyện gì, huyền. Mệnh lão tiên ánh mắt âm lãnh xuống tới, lúc thường vị này áo bào cho lão nhân nhìn qua hiền lành, nhưng lúc này hắn, lại giống như thế gian rất nhân vật khủng bố, kinh khủng như vậy. Tốt đi, dạ huyền nhún nhún vai, biểu môi nói, ta sử dụng ngươi, đều như vậy, huyền. Mệnh lão tiên lạnh lùng nói, tự hồ chỉ muốn dạ huyền câu tiếp theo không đúng. Hắn sẽ bạo khởi giết người, dạ huyền trầm ngâm chốc lát, bất quá cũng không sao. Chúng ta cuối cùng là người trong nhà không phải sao, huyền. Mệnh lão tiên không có ở nói, mà là trực tiếp xuất hiện tại dạ huyền trước người. Đại thủ trực tiếp bóp hướng Dạ Huyền cái cổ, rất dễ nhận thấy. Dạ Huyền những lời này không phải hắn muốn đáp án, ầm. Nhưng cũng là vào thời khắc ấy. Dạ Huyền phía sau đột nhiên hiện ra một cái kinh khủng đế ảnh. Trong nháy mắt đem Huyền Mệnh lão tiên cho đẩy lui, Dạ Huyền cười híp mắt nhìn Huyền Mệnh lão. Tiên, lão đầu, ngươi còn theo ta chơi thật Huyền. Mệnh lão tiên nhìn Dạ Huyền phía sau đế ảnh, khí sắc âm trầm xuống không ngờ ngươi dĩ nhiên khôi phục tới mức này dạ huyền thu lại vui vẻ nhàn nhạt nói thật tốt nói có thể muốn đánh bản đế cũng phụng bồi huyền mệnh lão tiên bình tĩnh trở lại chậm rãi nói chuyện này ngươi thiếu ta một câu thuyết pháp ngươi cảm thấy ngươi có đạo lý dạ huyền không nhanh không chậm mà nói ngươi cho rằng ngươi tại tiểu trận hoàng cùng khổng lương tuân quý trên thân lưu phục bút ta không biết huyền mệnh lão tiên con mắt hơi khép lên cũng không đủ huề nhau dạ huyền lắc đầu nói người nói cũng không tính huyền mệnh lão tiên cười lạnh nói đó chính là không có phải nói dạ đế có thể nghĩ kỹ sau này nói không chừng chúng ta còn có giao dịch muốn làm đây dạ huyền ngáp trong lúc lơ đảng lấy ra bạch trạch ấn ký mập mờ không rõ mà nói không có phải nói cũng không nói ta về ngủ dạ huyền làm bộ muốn đi chờ một chút huyền Mệnh lão tiên thấy cái kia ấn ký, thần tình nghiêm túc, ngưng tiếng nói, nói lại, dạ. Huyền cười như không cười nói, còn muốn nói chuyện gì, Huyền. Mệnh lão tiên không nói lời nào, mà là chỉ dạ Huyền tay phải mờ u bàn tay. mươi 1480, Giao dịch. Huyền mệnh lão tiên chỉ chỉ dạ Huyền mờ u bàn tay, dạ Huyền cũng không che giấu, nhàn nhạt nói. Này có chuyện gì đáng nói, Huyền mệnh lão tiên do dự một chút, cuối cùng nói người cùng với nàng có giao dịch gì sao, có. Lẽ, người có thể hay không đem nàng trao đổi cho ta, yên. Tâm, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, ta buôn bán ngươi hiểu, huyền. Mệnh lão tiên trực tiếp làm rõ, dạ huyền nghe vậy. Không nói hai lời liền trực tiếp lắc đầu nói, hàng không bán, ha ha ha. Dạ huyền tiếng nói rơi xuống, trái tim liền vang lên bạch trạch tiếng cười, nàng thở dài nói. Không hổ là ta chọn chúng người, dạ, Huyền trong lòng khẽ động thầm nghĩ, người biết người này lai lịch sao, bạch. Trạch không chút do dự nói, đương nhiên biết người. Này vừa vặn rất cao, với lại chỗ đi đường lớn độc nhất vô nhị. Ở đó cái trên đường có thể nói là đi tới đỉnh phong. Bất quá hắn đại đạo tiên kiều bị người cắt đứt cho nên vẫn là rất thảm ta. Nhớ được hắn kêu, cái gì tới, bạch trạch có chút nghĩ không ra, đúng. Là vẫn còn trạng thái không được, rất nhiều ký ức đều mơ hồ, bạch trạch thở dài nói, nếu như đổi người khác. Dạ Huyền chỉ định cảm thấy là đang nói dối, nhưng người nói chuyện là Bạch Trạch. Cho nên tuyệt đối là thật, Dạ Huyền cũng không có đi tỉ mỉ thăm dò. Đợi đến sau này Bạch Trạch biết tự nhiên sẽ cùng hắn nói. Dù sao hai người là đã nói trước, Dạ Huyền dùng khí vận ôn dưỡng Bạch Trạch. Mà Bạch Trạch cần lấy bằng nhau tin tức một vòng biếu tặng Dạ Huyền, không? bán cũng thành, ngươi cùng ta nói một chút ngươi là như thế nào để cho hắn đi theo bên cạnh. Ngươi, huyền mệnh lão tiên có chút tiếc hận nói, ta tại sao muốn nói với ngươi, dạ. Huyền liếc một cái, ngươi lần này tính toán ta, thế nhưng để cho ta kém chút chết. Một cái có cũng được không có cũng được tin tức đều không nói. Ngươi thật là muốn cùng ta đoạn tuyệt toàn bộ qua lại, huyền mệnh lão tiên trao mày, liên. Quan gì ta, dạ huyền bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì hơi hơi dùng mình nếu như huyền mệnh lão tiên nói là nói thật ấu vi thân phận có lẽ không chỉ là thiên giới hải chúa tể đơn giản như vậy nhớ tới ở đây dạ huyền chủ động nói coi như xem ở quá khứ giao tình trên liền cùng ngươi nói một chút thật cũng không có gì dễ nói hắn chủ động tìm tới ta dạ huyền ngắn gọn một câu tổng quát gì huyền mệnh lão tiên khóe miệng co giật nhưng hắn có thể phân biệt ra được dạ huyền vẫn chưa dối trá huyền mệnh lão tiên nhìn dạ huyền tay phải trên mu bàn tay bạch trạch ấn ký cau mày lẩm bẩm không có khả năng a à. vì sao bạch trạch sẽ chủ động nhận thức làm chủ hắn một cái bất tử dạ đế có tài đức gì huyền mệnh lão tiên đích thực không nghĩ ra huyền mệnh lão tiên thử cùng bạch trạch câu thông chỉ tiếc không có được bất kỳ đáp lại nào hắn biết ngươi dạ huyền ở trong lòng thăm dò bạch trạch hẳn là biết đi, rất nhiều người biết ta, Bạch Trạch nói, Dạ Huyền không có hỏi lại, mà là nhìn về phía Huyền Mệnh lão tiên, chậm rãi nói. "Như thế nào, Huyền Mệnh lão tiên buông tha?" Lắc đầu nói. "Chuyện lần này coi như qua một thời gian ngắn ta lại tới tìm ngươi." Nói xong liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phảng phất từ tới không có xuất hiện qua đồng dạng, Dạ Huyền chứng kiến tự mình đi xuống núi một lúc lâu sau dạ huyền trở lại nam đao sơn trúc gia trúc gia y nguyên rất là náo nhiệt tuy là dạ huyền cùng tử dương thiên quân chiến đấu hấp dẫn không ít người nhưng vẫn là có không ít người lưu tại trúc gia cùng trúc gia bảo trì quan hệ thân mật trúc tú tú vô cùng buồn chán chờ đợi nàng cũng rất muốn đi mở mang trận chiến ấy nhưng nàng hiện tại thực lực có hạn khoảng cách đại hiền còn có tốt một khoảng cách sở dĩ không có cách nào đạt đến lưỡng giới vô gian tự nhiên cũng không có phương pháp trực tiếp thuấn di đến trung thổ đi chỉ sợ đợi nàng cảm thấy thời điểm món ăn đều lạnh may mắn là lê phi huyên cũng không có đi theo nàng ngồi nhưng hai người cũng không phải là người cùng một đường căn bản không có cái gì tiếng nói chung đều như vậy một cái tự mình ăn một cái tự mình suy nghĩ mãi đến dạ huyền hàng lâm ha 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 hoan nghênh đại thắng mà về chúc Tú Tú vui vẻ nói, nếu Dạ Huyền xuất hiện ở nơi này, như vậy trận chiến đấu này kết quả cũng rất rõ ràng. Dĩ nhiên là Dạ Huyền thắng, Lê Phi Huyên treo tâm cuối cùng để xuống. Nhưng chốc lát lại không nhịn được hỏi, Tử Dương Thiên quân đây, chốc. Tú Tú tức giận nói, nhất định là bị Dạ Huyền đánh bại chứ sao, Lê. Phi Huyên khẽ lắc đầu, nhìn Dạ Huyền, nàng tự nhiên biết bị đánh bại nhưng nàng muốn biết tử dương thiên quân kết cục dạ huyền cười nhạt một tiếng nói bị ta giết hí lê phi huyên mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý nghe được dạ huyền chính mồm nói ra vẫn là ngược lại hít một hơi khí lạnh cái gì chúc tú tú cũng bị dọa cho giật mình ngươi thật đem hắn giết dạ huyền khẽ vuốt cảm nói đương nhiên hắn đều như vậy tự tìm cái chết không còn nữa giết hắn chẳng phải là có lỗi với hắn chúc Tú Tú luôn cảm thấy này có cái gì rất không đúng, có thể ta nghe nhị thúc nói. Hắn tốt như là thần châu côn lôn khư thủ tịch đại đệ tử Trúc. Tú Tú xác định thần kinh không ổn định. Nhưng loại chuyện này chỉ cần không phải kẻ đần độn đều có thể hiểu kết quả là cái gì, có thể. Dạ huyền, dĩ nhiên thật giết tử dương thiên quân. Là giết, dạ huyền bình tĩnh nói, chúc tú tú có chút phát đổ. Trung quy cảm giác mình xin lỗi dạ huyền, là nàng kéo dạ huyền cho nàng đánh lôi đài nhưng bây giờ lại phát sinh như vậy sự tình chúc tú tú trầm mặc một lát sau nói nếu côn lôn khư hướng ngươi trả thù ta người thứ nhất lên dạ huyền vui vẻ ngươi cái khờ cô nương đánh thắng được mấy cái chúc tú tú nghiêm túc nói coi như côn lôn khư thật muốn giết ngươi như vậy ta cũng có thể chết ở ngươi phía trước mới đúng dạ huyền cười nói thật không chúc tú tú trịnh trọng nói thật dạ Huyền vuốt cảm nói, yên tâm, có dùng đến ngươi địa phương, tự nhiên sẽ gọi ngươi, chúc. Tú tú ngưng trọng nói, tuyệt không chối từ, dạ. Huyền nói, trước giao phó ngươi một chuyện nhỏ, cho ngươi nhị thúc an bài một chút. Ta muốn cùng thiên long hoàng triều người gặp mặt nói chuyện, không thành vấn đề, chúc. Tú tú cái đáp ứng, lập tức chính là xử lý, thật không có chuyện sao, lê. Phi huyền lo lắng nói, dạ huyền cười một chút, cũng không nói thêm gì nữa, có đôi khi nói nữa thêm cũng không có người tin tưởng, nhưng đến lúc đó, ngươi chỉ cần làm được. Như vậy tất cả người liền đều tin, thấy dạ huyền dường như căn bản không lưu ý. Lê Phi Huyên càng thêm lo lắng, ai, nàng đây đi theo một cái thế nào người A, luôn cảm giác. Tiền đồ long đong đây, nhưng nàng không hối hận. Đúng, người thấy thiên long hoàng triều người làm cái gì, Lê? Phi Huyên nhớ tới vừa mới dạ huyền an bài trúc tú tú chuyện, không? nên cái gì đều hỏi nhìn lâu dạ huyền cười cười ô lê phi huyên ghi nhớ rất nhanh chúc tú tú sẽ trở lại nói nhị thúc chúc hoài nhân đã an bài xong hiện tại thỉnh dạ huyền đi qua dạ huyền mang theo lê phi huyên liền hướng lấy chúc hoài nhân an bài cung điện kia đi tới mà ở trong đại điện thiên long hoàng triều người đã đi trước đến bọn họ thần sắc có một chút ngưng trọng bởi vì bọn họ y nguyên nhận được tin tức tử dương thiên quân chết ở dạ huyền trên tay mà bây giờ dạ huyền bỗng nhiên lại hồi đến tìm bọn hắn không biết là có ý gì